Rồi. Vô đội rồi. Vô đội rồi. Vô đội rồi. Nó lại. Già rồi quên. Còn hai tên nữa. Vô sinh Quang Như Lai. Vô sinh Quang Như Lai rồi. Còn cái cuối cùng nữa. Ôi dạ. Giỏi ghê gớm. Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Có đó rồi. Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Đó quá rồi. Rồi. Ôi dạ, còn cả hồi hộp các bạn. Còn cái cuối cùng thôi. Không, cái bác nào mà không có giơ tay ấy, thì cái bác từ bí đó, cái bác đóng cái ấy lại. Rồi mới còn một cái thôi. Có một cái cuối cùng thôi đó, các bạn biết cái gì không? Còn một tên cuối cùng là cái tên hay lắm. Cái gì? Cái gì sánh xa Như Lai là sao? Cái gì tên gì vậy? Ngồi Như Lai rồi. Ôi chào ơi, còn chút xíu thôi đó. Thua chưa? Thua. Nhớ chưa? Nhưng mà cái trí nhớ của bác như vậy là cũng khá lắm đó. Cái này là mình cho một tràng đài vào tay các bạn. Thế thầy nhân tiền đấy thì cho con hỏi một câu. Hỏi bao nhiêu câu cũng được. À dạ được. Là hồi nãy thầy có nói là dưới này tức là màn Đà La. Thì riêng con thôi, con thấy là như vậy thì con ngồi trên này có tội không? Mặc dù thầy đã nói có cái màn sánh này là vô minh, u minh và vô minh, nhưng mà con cứ cảm thấy không biết mình ngồi đây là có tội không? Đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai, nghe Huế gọi là có tội thì lội xuống sông. Đó, mai một về trong. Đó, có nghĩa là không biết thầy trả lời câu đó luôn đó. Thì cái sự thật đó, nó không phải là tội. Nhưng cái vô minh đó, thì mình kẹt trong vô minh là kẹt hoài. Mình ngồi đến cái màn, đến cái này đó. Bằng nhỏ lại chút xíu. Thì nếu mình mà ngồi trên đây thì mình vĩnh viễn là mình không bao giờ thấy cái Phật tánh cả. Cho nên cái chuyện đó nó không phải là tội hay không tội, mà mình gọi là vô minh hay là không vô minh. Thế đó, bây giờ mình vô minh thì mình ngồi đây hoài, mà không vô minh thì mình phải làm sao mình lật nó lên để mình ngồi trong cái màn Ta La, trong cái chỗ chư Phật. Thế nên cái vấn đề nó không phải là tội. Alright, rồi. Câu hỏi thứ hai. Dạ, câu hỏi thứ hai là khi trưa mình cũng cơm, cũng ngò đó. Thì thầy có nói là rửa thì ở nhà quý vị có đi ăn, quý vị có gì không, có làm gì không? Để con đang đợi thầy để thầy dạy cho con phải làm gì. Chứ là ở chùa thì con có niệm ba lần Nam Mô Nam Mô Bồ Tát, thì Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, thì ba lần rồi ăn, bắt đầu ăn mấy thầy cho ăn. Còn ở nhà thì con không biết nói gì, thì ở nhà thôi thầy có hơi mở mởm lên là thank you. Thì không biết bây giờ thầy con nên nói chữ thank you hay là để thầy giảng cái chữ chi mà mình, hay là mình phải nói gì trước khi mình ăn? Hay. Câu hỏi rất là thực tế. Thì thầy cho ý kiến của thầy, chắc là thầy nhuận nghi cũng có ý kiến của thầy. Tại vì mỗi chùa, mỗi nơi họ đều có cái cách khác nhau cả. Tại vì các bạn bị hồi xưa đó, Đức Phật là cái người rất là tinh tế và Ngài là người rất là trí huệ. Mỗi lần mà Ngài đi mà khất thực sống đó, người ta cho đồ ăn đó, thì Ngài cầm cái bình bạc đó, Ngài đọc cái bài là Metta Sutta, Ngài đọc cái bài mà kinh mà từ bi đó, Ngài đọc một phần đó cho người ta, rồi Ngài mới đi về. Thì khi mà ngồi ăn đó, thì Ngài cũng để cái bạc Ngài trước mặt của Ngài đó, Ngài cũng chắp tay lại, Ngài cảm ơn đó, là thí chủ. Thì mình đó, thì mình thường thường mình gọi là ngủ quán, nắm cái điều để mình quan sát khi mình ăn uống đó. Nhưng mà bây giờ thầy dạy các bác, thầy biết là cũng vô ích, là vì sao vậy? Các bác về một cái đồ ăn mà bay ra đây, cái đừng có nói ngủ quán, một quán làm cũng được nữa. Ăn cho lẹ, nóng hổi đồ ăn cho lẹ, cho con nắm quán xong rồi thì chắc là các bác cũng quên hết. Nhưng mà trong cái ngủ quán đó đó, điều nói lên một cái tinh thần rất là quan trọng. Cái tinh thần đầu tiên cả đó là rõ ràng là mình biết ơn thí chủ, biết ơn những cái người mà đã đem tới cái món ăn này, biết ơn, nhiều khi biết ơn chồng của mình, biết ơn con cái của mình, biết ơn những cái người đó mà mình sống chung. Sau cái lòng biết ơn đã rồi đó, thì mình mới
đặt câu hỏi là ủa mình ăn để làm chi vậy ta? Tại đây mình ăn để mà why we eat, mình ăn để mình nuôi dưỡng cái thân này, mà cái thân này nuôi dưỡng để chi vậy? Để mình làm chuyện tốt cho người ta, mình tu hành để mà thành đạo, mình ăn để mình giác ngộ. Rồi sau khi mình hỏi là why, tại sao rồi đó, tức là đầu tiên là cái mà mình gọi là cái gratitude, tức là cái này là cái blanket, tức là cái lòng mà cảm ơn là trên cả. Rồi từ đấy là nó bắt đầu chĩa ra cái chữ tại sao. Thì cái tại sao này đó, thì mình nói rằng là mình ăn để mà tu. Tại vì còn nhiều người ăn thì không phải để mà tu nè, mà ăn để mà sống. Thì ăn để mà tu đó là một cái lý tưởng rất là cao. Ăn để mà sống là chuyện bình thường rồi các bạn. Ăn mà để mà sống đó, gọi là survivalist, là cái thấp nhất. Ăn để mà làm việc, có sức mà làm việc cũng là thấp nhất. Ăn để mà nuôi dưỡng cái thân thể cũng là thấp nhất. Nhưng mà ăn để mà nuôi dưỡng thân thể để mà tu là một cái lý tưởng. Đó là cả một cái lý tưởng. Sau khi mình hỏi là ăn là tại sao rồi, thì mình gọi là how. Thì mình gọi ăn là cách nào. Thì nếu mà các bạn thấy là mình ăn mà hay nhất ấy, thì mình ăn đừng có ham. Cho nên ấy, Đức Phật dạy rất là hay, đừng có ham. Khi mà ăn ấy, là ăn mà không ham. Ăn mà không ham. Chữ ham này mình việc bự ra một chút. Ăn mà không ham. Tại vì các bạn để ý đấy, cái người ăn mà bên mình, cạnh mình ấy, thì nó có hai cái dạng người. Cái dạng người đầu tiên là cái dạng người ăn đó mà họ gấp cho mình. Các bạn thấy trong nhà mình, trong chỗ đi ăn gì, thường thường là cấp cho mình. Cái hạng người đó đó là cái hạng Bồ Tát đó, cấp Bồ Tát, tức là cái cấp mà này, tâm lượng nó rộng mở, lúc nào họ nghĩ tới người khác ăn mà họ cấp đồ cho mình ăn. Nhưng mà cái hạng thứ hai đó, là hạng ăn với mình đó, mà mình sợ gần chết luôn. Là vì sao vậy? Vì họ gấp đồ của mình hết trơn. Họ không gấp cho mình mà họ gấp hết đồ của mình. Thật ra là thầy ngồi cạnh cái đó là thầy mạnh lắm. Thầy sao bạn biết không? Thầy phải gấp lại, đánh lộn lại, ăn lại, ham lại. Người ta ham, mình ham lại. Người ta ham một, mình ham 10. Thì trả ra là cái bữa ăn là thành ra cái chiến trường. Thành Đức Phật nói hay lắm. Bây giờ mình ăn đó, thì mình ăn như thế nào? Ăn mà không ham. Thế nên mình ngồi, mình nhìn đồ ăn cái rồi, mình nhìn cái xong rồi cái đó. Thì cái đầu tiên khi mình nhìn vô cái là mình cảm ơn. Cái đồ ăn ngày hôm nay mà có là mình cảm ơn người ta lắm. Tại vì không phải tự nhiên mà có đồ ăn được. Nếu bác ấy mà chị tên gì chị? Chị Mỹ. Nếu chị Mỹ mà từ nấu ăn thì chị nhìn cái đồ ăn đó thì cũng lại chị cảm ơn chị. Chị vì chị nấu mà. Thế nên chị nên cảm ơn cái người mà họ đã bắt con cá giết giùm mình, bỏ trong cái bao, hay là họ bắt cái đuôi gà, họ cắt cái đuôi gà đó ra, họ nghiến cái đuôi gà đó, họ làm cho con gà thiệt đau khổ, họ để cái miếng thịt gà đó vỗ trong bao, rồi bây giờ tôi lấy cái bao đó tôi ăn cách nhẹ nhàng. Chị cảm ơn cái sự mà tàn nhẫn của người ta phải không chị? Không. Thành ra là mình ăn mặn đó, mình khó mà cảm ơn là bác. Tại mình ăn mặn đó là mình không có cái chuyện gì để cảm ơn được cả. Cho nên mình chỉ ăn chay thì mình cảm ơn thôi. Chứ có ăn mặn là cảm ơn cái gì bây giờ? Nếu mình cảm ơn cái sự mà tàn nhẫn của người khác thì đâu phải là cảm ơn. Cho nên cái gratitude đó, nó hay lắm. Nó lúc nào nó hướng về cái đẹp. Cho nên khi mà mình không cảm ơn cái sự đau khổ tàn nhẫn thì mình thông cảm cho cái nỗi khổ đau của những con vật. Và mình thông cảm cho cái sự vô minh của chúng sanh, là mình vẫn tiếp tục không ngừng đó. Mà cái vòng gọi là cái vòng sát sanh. Sau khi đó rồi thì mình đặt câu hỏi ăn chi vậy ta? Ăn để tu. Cho nên là bà thường thường bà chắp cái tay lại. Tại sao bà chắp lâu như vậy? Bà hỏi tại sao vậy? Tại sao tôi chắp tay? Tôi ăn để tu. Cái lý tưởng rất là cao. Sau rồi mình hỏi mình ăn sao ta? Mình ăn nữa không? Mình ăn để cho mình ăn làm sao mà đừng có ham. Thế nên mấy cái người ngồi bên cạnh đó thì mình chịu khó mình gắp đồ cho họ. Thay vì mình lấy thì mình gắp đồ cho họ. Thì thầy xin thú thật với chị Mỹ như thế này. Khi mà thầy ăn ở nhà thầy đó, ăn ở headquarter trung tâm đó, ở chùa vậy đó, thì thường thường đó họ đam cho thầy một cái mâm đồ thịnh soạn. Cái người ngồi gần nhất của thầy là thầy Đức. Mà bị gắp cho ông đó, là ông nạt liền, không, tao không ăn cái này, đừng gắp cho tao. Đó. Thầy nói sau riết rồi đó, họ làm hai mâm, tức là mâm thầy Đức một mâm, thầy Đức một mâm, thầy một mâm. Thành ra là thầy không có cơ hội cho ông này. Mất cơ hội cho ông đó.
cái người gần nhất của thầy là cái người mà xá mình gấp khúc tới họ này, thành ra bây giờ thầy cũng biết sao họ gấp. Thầy mất đi cơ hội cho, rồi họ cũng mất đi cơ hội họ cho thầy. Thầy biết là có hai ông thầy thôi. À, ngày hôm nay ấy, thì thầy có thầy Nhuận Nghi vậy là ông thầy Đức Hòa. Thì ba người ngồi ăn với nhau đó, thì họ cũng làm đồ đầy cả rồi đó. Bây giờ mình gấp cho họ đó thì thừa đi, vì họ cũng có trước mặt có đồ. Cho nên rốt cuộc rồi đó thì mỗi người ăn từ ăn này, thành cái văn hóa mỗi người một món riêng, mỗi người một cái mắm riêng đó. Cái văn hóa đó nó không phải là cái văn hóa của người tu. Nhưng người tu họ còn một món dĩa thôi, rồi họ chia nhau họ ăn, họ không còn nhiều dĩa nữa. Đúng ba? Cũng không đúng. Tại vì người tu đó thì mỗi người cái bên bác đó, họ về họ tự ăn thôi. Cho nên mình nói là cái này là cái văn hóa của nhà chùa, là mình ngồi chung ăn tập thể thì mình chia nhau mình ăn. Cho nên cái mô hình mà ăn uống của chư tăng đó, nó khác biệt. Nhưng mà thầy nhớ hồi xưa lúc mà thầy ở chùa Thiền Tịnh hồi nhỏ xíu 17, 18 đó, thì buổi chiều thầy và họ thượng tọa, tức là sư phụ thầy thời đó là thầy Biên Đức, rồi sư chủ Đồng Hạnh, rồi ông thầy nhỏ ông Giác Viên, rồi ông sư cố Trúc Trinh rồi gì đó đó cả. Ngồi chúng ăn chúng một cái bàn nhỏ nhỏ như vậy đó, thì mình gặp nhau ăn. Thì thầy nhớ hồi nhỏ đó, tại vì thầy là tài gia, còn mấy người tu sĩ cả đó, mình ngồi mình cắm chừng họ ăn cái món gì đó, mà họ lơi tay ra là mình chụp liền. Bây giờ mình nhỏ nhất mà mình ngồi. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, mình mới khám phá đó, hồi xưa ở Việt Nam là họ ăn rất là thanh đạm, không có cái gì mà nó cầu kỳ cả các bạn. Rốt cuộc rồi đó, thì mình tại ra là mình điều chỉnh cái món ăn, cho nên mình không thể ham được. Đó là cái triết lý của cái thời đại bây giờ. Bây giờ đó, mình có cái ham, có cái quen là lúc nào thì mình chỉ ăn lúc nào mà mình gọi là đúng cái thời thôi, thì mình ăn cái đúng thời. Thì có những cái lúc đó mình không nên ăn, thì dụ như 12 giờ đêm bữa tối rồi không ăn, 11 giờ đêm, 12 giờ đêm lúc đó là đi ngủ thôi, không nên ăn chi. Nhưng bây giờ cái thời đạo điên 11, 12 giờ đêm họ ăn thuốc cả, họ xuống bếp họ lục đồ ăn lên rồi ăn, rồi họ không được ăn không đúng thời. Nhưng mà ăn một ngày mình ăn ba thời đó, thì nhiều khi mình ăn là ăn snack, ăn lúc nào ăn cả. Nhiều khi mình đi nghe giảng pháp như vậy đó, ngồi buồn buồn dưới kia là cũng ngậm đồ, cũng nhai rồi cũng chia sẻ. Mình học cái pháp gọi là cái pháp mà vị tha, mà chia sẻ người này miệng người kia miệng. Ông thầy ông ngồi giảng cái đứa này ông nhìn ông thèm luôn. Thành ra là nhiều khi các bạn thấy là cái ăn không đúng thời nó cũng sinh ra nhiều cái chuyện nguy hiểm vô cùng. Đó, không đúng thời, không đúng lúc. Thánh Đức Phật thường thường ngài nói các con phải ăn cái đúng thời điểm, ăn cái đúng phân lượng, rồi xong rồi cái cuối cùng cả đó mình phải tự xét cái mình đó, mình có cái gì mà hay không này không ta, có công đức gì hay không đó? Mình có làm cái gì mà nó có cái công đức gì mà nó hay ho không, tức là mình có cho ra cái gì không, for whom, mình cho ra cái gì không. Nếu mình không cho ra cái gì cả đó thì mới ích kỷ quá không được. Cho nên đó, cái câu hỏi cuối cùng đó rất là hay, là mình có vị tha không, cái vị tha không. Thì thưa các bạn đó, khi mà mình bắt đầu mình hỏi những câu hỏi như vậy đó, thì mình gọi là ngủ quán. Mình hỏi sớ hỏi chứ hỏi như từ mình hỏi như vậy đó, hỏi ồ thật sao ăn gì ta, ồ ăn sao cho nó ngon lành, nó đẹp ta, lúc nào ăn ta, bây giờ là mấy giờ mà ăn ta, và mình ăn như vậy thì mình có làm cái gì tốt cho người ta không, có vị tha không. Khi mình trả lời mấy cái đó thì đó là cách ăn của mình. Thì thưa các bạn, tất cả nó bắt đầu bằng cái tâm gọi là tâm cảm kích hay là cái tâm cảm ơn. Mình biết ơn thì tự nhiên tất cả mọi chuyện là điều tiêu ta. Mình ăn vô cái gì cũng tiêu một cách dễ dàng cả. Là cảm ơn là cái chuyện quan trọng nhất. Nhưng mà chị vẫn thiếu nợ thêm một tên Đức Như Lai. Hả? Tối nay về mai rồi con nói. Tối nay về tìm chị bằng ngồi đó lấy cuốn sách qua cho rồi. Rồi, tôi cảm ơn chị. Con cũng không hỏi nữa. Con câu nữa thầy. Ok, thêm vài câu nữa không can chi. Cái thầy hồi khẩu sáng là mình tụng vô lượng thọ. Rồi. Cái thầy có trên dịch là thọ mạng dài lâu, mà không phải là cái mạng của mình ở đây, mà mạng mà có thể 70, 80 mình ra đi. Thì lúc mình ra đi đó, thì cái thọ mạng nó có đi theo mình không? Ví dụ như cái người mà đi xuống á, thì đi xuống
xuống dưới âm phủ điện địa dưới Diêm Vương thì cũng phải đem cái thò mang theo, cái người mà được lên gọi Di Đà cũng cũng mang theo, hay là chỉ có cái người mà trở về lại được được tái sanh lại ở đây mới mới có được cái thò mang dài kéo dài dài lâu. Bà cùng nhau cho một nụ cười. Hả? Không, vỗ tay cái đỡ buồn ngủ, các bạn vỗ tay cái đỡ buồn ngủ. Thì thưa chị Mỹ, cái chữ thò màng đấy nó rất là hay. Và có lẽ là câu hỏi của chị nó đặt đúng vào cái tâm trạng của nhiều chúng ta ở đây. Là mình nghĩ là cái thò màng đó, cái chữ này đó, mình nghĩ nó là cái lifespan. Cái lifespan là cái khoảng thời gian mà lúc mình mới đẻ ra. Mình đẻ ra mà ngay đây rồi mình chạy một lúc đây rồi không biết có tới đây cái đó. Thì cái lúc này đó mình gọi là lúc mình chỉ bảo biết không? Hả? Mình đai hả? Mình đai. Rồi, bên đẻ bên đai nghe được. Thầy cảm ơn các bạn đã dùng danh từ hay, bên đẻ thì bên này đai. Cái nhà Phật đó không có cái quan niệm chết. Cái nhà Phật chỉ có quan niệm là mình thay đổi cái hình dạng mình thôi, mình thay đổi hình dạng mình. Thì cái khoảng thời gian này đó là cái thời gian mình gọi là thọ mạng. Nhưng mà cái triết lý của Tịnh Độ hay lắm bạn. Triết lý Tịnh Độ nói, ủa, cái này đó là cái thân xác của mình. Cái thân xác. Vậy chứ còn cái tấm thì nó sao? Cái này đó thì nó... Thì bây giờ là mình sinh ra một cái triết lý. Cái triết lý là nói rằng, thầy vẽ cái vòng tròn đây các bạn. Thì cái này là cái tâm và cái này là cái thân. Cái tâm và thân là đi trôi vào nhau, nó không thể tách rời được. Ở giữa này gọi là cái hơi thở. Thì trải ra cái thò màng đó, nó không phải là chỉ là cái thân thôi, mà nó là cái bao gồm của cái tâm và cái thân và cộng vào cái hơi thở. Cái đường giữa là cái đường mà hơi thở đó bạn. Nhưng mà cái tấm này đó thì mình hóa ra, mình suy nghĩ ra thì mình biết là cái tấm này tại ra nó không phải là chỉ là cái tấm, nó là cái tư tưởng của nó. Mà có thể nó là cái tình cảm của mình. Và nhiều khi nó chứa rất nhiều cái mình gọi là cái thói quen. Cái thói quen là những cái nó nằm sâu trong cái tâm thức, cái tiềm thức của mình. Thì mình bắt đầu thấy cái tấm nó phức tạp hơn là cái chuyện mình suy nghĩ. Và cái tấm là con có biết cho mình biết là cái sự nhận trí, nhận biết của mình cũng là cái tấm nữa. Thì cái bậc thầy ấy, cái tấm này là nhiều trò như vậy chứ. Nó đâu phải cái tấm là chỉ như vậy thôi. Nhưng mà cộng lại cái này ấy, thì mình thấy rõ ràng đây là một cái thò màng, nó có một cái thời gian sống và chết. Cái bên này nó đẻ ra, bên này nó đai. Đó, bên đẻ, bên đai. Thì có người đó, thì họ... Đây nè bạn. Có người họ đẻ bên này, nhưng mà họ đai lâu lắm. Nhưng mà có người thì họ đẻ chút rồi họ đái rồi. Rồi có người họ chưa đẻ họ đã đái rồi. Họ có nằm trong bụng mẹ họ đã đái rồi, chết rồi. Thế nên cái thò màng này đó thì nó gọi là tương đối. Cái thò màng tương đối, nó không phải là tuyệt đối nữa. Nó tương đối là có nghĩa là nó có cái hàng lượng rõ ràng, nó có cái thời khoảng, thời điểm rõ ràng. Bây giờ đó, bà thầy vẽ cái hình thân và tâm như vậy. Nhưng bà có biết rằng phía bên ngoài này đó, thầy vẽ cái màu vàng này, bên ngoài này là cái chi không? Đó là thầy màu vàng các bạn. Thì cái mà chứa đựng cái thân và tâm đó đó, thì mình gọi cái đó là, cái này là, đây là tâm này, ok? Và đây là thân này. Cái này thuộc về cái phần tương đối. Thì tại ra cái phần mà bên ngoài đó, cái phần này này bạn này, cái phần mà lúc nào nó cũng tồn tại đấy, cái phần này thì người ta gọi là Phật tánh. Cái Phật tánh này đó là cái mà nó không có cái thọ mạng được. Mình không thể tính bằng ngày giờ, không thể tính bằng thời gian và không gian được. Thì ở trong cái vùng Phật tánh này ấy, thì mình nói là mình gọi là siêu việt hay là ra ngoài. Siêu việt là nó không thể tính bằng thời gian và không gian. Nó không có thời gian mà nó cũng không thể có không gian. Nó không thể tính bằng như vậy được. Chị Mỹ hiểu không chị Mỹ? Thì bây giờ đó, thầy hỏi chị Mỹ như thế này nè. Thân về tâm có thuộc về không gian và thời gian không? Có. Thì giống như cái tư tưởng của mình ấy, mình nghĩ chuyện ngày hôm qua, nghĩ chuyện ngày hôm nay, nghĩ chuyện ngày mai. Ngày mai mình nghĩ chuyện thì có thời gian rõ ràng, quá khứ, hiện tại, vị lai.
Bây giờ cái thân mình ngồi đây, mình ngồi mình nghỉ ở đây, nhưng mà chốc nữa cái bạc về nhà đó, thì cái bạc cái thân bạc ở nhà, ở một không gian khác. Bạc gặp người ta nói những câu chuyện khác, thì bạc có một cái sự suy nghĩ khác, bạc có một cảm xúc khác. Cho nên cái thân và tâm này đó, cái bạc nhìn hình vẽ thầy vẽ đó. Cái này đó, thì nó có không gian và có thời gian. Nhưng mà anh chàng bên này, Phật tánh này thì không có không gian và thời gian, anh chàng đỏ 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 này đó. Thành ra Đức Phật đó, Ngài nói rằng đó, nếu mà các con đó, mà cứ ở trong cái vùng mà thân và tâm tương đối này thì mãi mãi là có thò hàng. Bây giờ đó, cái vòng tròn này đó, thì dù bây giờ chị Mỹ là không, thưa thầy con không chịu như vậy, con thích như vậy nè. Con thích là bây giờ cái thân của con đó là không phải nhỏ như vậy, con muốn cái thân con nó kéo dài ra như vậy. Rồi, thì có thể đấy là cái thân của người, cái loài người. Và có thể cái thân và cái tấm đấy có thể là chữ thiên. Cái thò màng họ dài hơn một chút. Và các bạn nhìn cái tay của thầy ấy gì? Đây là con người mình, cái thò màng cái vòng tròn chừng này. Chữ thiên như cái chừng này. Nhưng mà có nhiều quải thiên đó, cái thò màng nó dài từ bên đường bên này qua từ bên kia. Nhưng mà nó có vô hạn các bác? Không. Nó không có vô hạn đấy. Cho nên Đức Phật nói là mấy cái này là nó tương đối, nó không có tuyệt đối được. Cho nên Ngài trở lại, Ngài nói rằng đó, đây, nếu mà vô lượng quang hay là vô biên quang hay là vô lượng thọ đó, thì cái thọ màng của họ chính là cái thọ màng ở đây nè. Cái thọ màng này đó là cái thọ màng không có thời gian và không gian. Thọ màng gọi là Phật tánh. Cái thọ màng của Phật tánh thì không có thời gian và không gian. Cho nên trong cái đoạn vô lượng thọ mà thầy viết đó, thì thầy nói nó ý nghĩa của nó là mình đừng có nghĩa lầm là cái thọ mạng đó là một cái chí đó mà nó có cái giới hạn, cái khoảng không gian mà sao không có. Nó không có thời gian mà không gian này. Cho nên khi mình trở thành vô lượng thọ đó thì mình trở về với cái Phật tánh. Thầy nói như vậy các bạn hiểu được không? Tức là con đường của mình đó, là bây giờ bạn đang nằm ở đây nè, làm sao bạn từ bên này nè mà bạn ra khỏi đây. Thì con đường mà từ đây, từ nơi cái chỗ vòng tròn nhỏ này mà ra chỗ này đó, con đường này gọi là con đường mà giác ngộ. Và cả cái đường tu của bất kỳ một cái người nào trên vũ trụ này đó mà gọi là giác ngộ là bởi vì mình đi từ cái chỗ cái vòng tròn mà xanh này, mình đi ra cái chỗ mà gạch gạch đỏ đó chân đỏ thôi chứ không gì trơn. Thì nếu mình đi được đó, thì mình giác ngộ, thì mình có vô lượng thọ. Thì bây giờ đó cái vấn đề chính của mình là như thế này các bạn ạ. Cái khả năng của chúng mình ở đây đó, nhiều khi trong đời này mình không thể ngộ cái vô lượng thọ được, mình ngộ không được. Mình giác ngộ không được này, vì cái khả năng của mình nhiều khi không thể nào có thể giác ngộ được. Cho nên Đức A Di Đà mới nói không sao, nếu mà con không ngộ được không cái gì, chỉ con hãy niệm tên của ta thôi, niệm danh hiệu thôi, Nam Mô Di Đà Phật hay là Nam Mô Vô Lượng Quang Như Lai, Nam Mô Vô Lượng Thọ, niệm như vậy, Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật, Nam Mô Vô Lượng Quang Phật, niệm tên là được rồi, niệm đi, thì Ngài đó sẽ làm cho mình đó, khi mà chết rồi đó. Thì khi mình chết ấy, là cái thân này nó biến mất vẻ các bạn. Chết ấy, thì cái vòng tròn này nè. Đây để thầy vẽ ra cái này thì bạn có bắt đầu mới thấy được. Đây là một cái đường thẳng mình gọi là cái time and space continuum. Thì bây giờ khi mình sống đó, mình lên, lúc mình trẻ lên rồi xong rồi đó, mình lên rồi đến lúc một thời điểm nào đó thì mình bắt đầu già. Cái thời điểm này là bắt đầu đi xuống nè. Cái thời điểm trước, thời điểm số 1, thời điểm số 2. Cái khoảng số 1 đó là bạc rờ cái mặt bạc mà không thấy một cái nhăn nào cả. Bạc rờ thử qua bây giờ đó. Có mụn nhưng mà không có nhăn. Nhưng mà cái thời điểm, cái khoảng số 2 đó là bạc rờ lên bạc bắt đầu nhìn thấy nhăn bên này, nhăn bên kia. Rồi mình phải nghĩ tới làm sao mà bỏ sợi dây chỉ kéo nó lên mà cả cho nó căng lại. Rồi cái dưới này đó, thì làm sao bật che lại chút xíu, đừng có ai thấy cái cổ cũng thôi, là cái cổ gà nó đầy những cái lằn mà nó gọi là răng rỉ ạ. Thầy có không? Ông chưa có. 10 năm nữa thì thầy chắc sẽ có. Nhưng 10 năm nha, còn lâu. Thì bây giờ thầy nhuận nghĩ đó, ở vòng số 1, số 2 các bác. 1 hay 2? Sắp sửa qua 2. Thì rõ ràng là các bạn biết là cái vòng số 1 là mình sung sướng lắm. Nhưng mà quá khỏi cái vòng đó đó thì mình gọi là over the hill. Đi xuống thôi.
Thì đi xuống tới cái chỗ bên này là đẻ. Thì bên kia gọi là gì bạn biết không? Đai. Đai, đai. Cái vòng này là chữ đai rõ ràng nè. Đai xong rồi thì bạn làm cái gì bạn biết không bạn? Làm cái gì? À khúc này mà khúc này là khúc nguy hiểm này. Khúc này mình ở trong vòng đây, cái vòng nhỏ đây đó, có thể 49 ngày. Nếu mình mới hến thì nhiều khi một tích tắc, một giây là mình lên trên cực lạc, lên thiên đàng hay đâu đó, đầu thai. Còn không thì mình phải trải qua 49 ngày. Cái trải nghiệm 49 ngày là cái trải nghiệm đau đớn nhất. Rồi sống rồi đó, thì mình mới bắt đầu lên chỗ này là đẻ hay đai bạn? Đẻ, đó. Cái đó là khúc đẻ nữa. Cái thứ bắt đi đầu thai lại. Đầu thai rồi thì sao? Đó, bắt đi số 1 đó, số 2 đấy. Số 1, 1 xong rồi đi đâu nữa? Hai, úi trời, mình bắt học bài giỏi quá ta. Đó. Rồi đai nữa. Thì cái chỗ mà 49 ngày đó, thì bác sẽ thấy đó, nó thật sự ra đó, nó vẫn có cái lên và cái xuống. Cái chỗ lên đây và cái chỗ xuống đây, nó vẫn có cái chỗ. Trong quả ấm đó, trong quả 49 ngày nó cũng có cái cực điểm của nó. Rồi xong rồi từ 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 là nó mất đi, rồi bây giờ là nó trở lại để mình chuẩn bị đầu thai. Thì cái khoảng số 1 đỏ này nè và số 2 đỏ này nó khác nhau kinh khủng lắm. Cái khoảng thời gian đó nó khác nhau kinh khủng lắm. Cái thời gian mà một đỏ đó là cái thời gian mình còn bị ảnh hưởng bởi tất cả những cái gì ở trong cái quải trần gian, là cái khúc này. Đây cái khúc này nè, thì nó sẽ ảnh hưởng lên trên cái một đỏ của mình. Thí dụ như mỗi ngày đó, bác đều đi ra bắt con gà, cắt cái cổ nó, lấy cái huyết gà ra, bác ăn, bỏ trong cái chén, bỏ muối một chút phải không ạ? Đó, Việt Nam mình thì làm như bên này thì không có. Hoặc là mỗi ngày đấy, bà có cái thói quen là cứ đi shopping, đi hết chỗ này chỗ kia mua shopping, trả giá tùm lum tà la cả. Cái thói quen đó, đó nó sẽ mạnh cực kỳ trong cái thời gian số 1 đó. Nó sẽ hiện ra trong cái thời khoảng số 1 đó. Thì nó hiện đủ tất cả những cái thói quen trong số 1 đó rồi đó, hết hiện rồi đó. Thì bây giờ đó, cái số 1 xanh đây nè, số 1 xanh đây các bạn ạ. Đây 2 xanh này. Cái này là tím này. Thì khi mà số 1 đỏ đó mà nó hết rồi đó, nó hết không còn những cái tập khí, cái thói quen của cái số 2 tím đó mà nó dẫn tới đó, thì bây giờ đó những cái chuyện của số 1 xanh đó, nó bắt đầu hấp dẫn bạn. Cái tương lai này hấp dẫn mình. Cái tương lai này nó cũng có đâu xa cả. Cái tương lai này chính là những cái chuyện bên này, những cái chuyện mình đã làm trong vòng số 1 bên kia, bây giờ nó hấp dẫn, nó tới để cho mình bắt đầu đi tìm cái ngõ đầu thai. Đại chúng đấy là các bạn thấy rằng mình đai rồi mình đẻ xong đai lại, đai xong đẻ lại, cứ đi theo vòng vòng như vậy thôi đó. Cho nên Đức Di Đà nói được rồi, nếu mà con mà không có khả năng mà tu, thật sự mình có khả năng mà mình thành Phật trong kiếp này. Thì Ngài nói hay là không cá gì. Bây giờ đó con cứ tin vào Đức Nam Mô Di Đà Phật, hay là tin vào Nam Mô Vô Lượng Thọ, tin vào Nam Mô Vô Lượng Quang, Nam Mô Vô Biên Quang. Mình tin, mình tùng, mình lại. Và mình phải bỏ cái thời gian các bạn, bỏ thời gian để mà tu mới được. Thì cái chuyện gì xảy ra? Thì cái bạc qua cái này, bạc qua cho kỹ cái vùng này nè. Cái vùng này là cái đường màu lục. Thì ngay tại cái thời điểm này, ngay thời điểm mà mình đai đây đó, ngay thời điểm này đó, thì đáng lẽ là màu đỏ tiếp tục cái gì? Không. Thì mình từ nơi cái chỗ màu xanh này nè, cái ánh sáng bất tận, ánh sáng vô tận của cái quang minh mà của cái từ tánh của mình đó, gọi là vô lượng quang, nó sẽ bừng hiện lúc mình nhắm mắt, mình vừa mà trút cái hơi thở cuối cùng đó. Thì cái ánh sáng là tự nhiên nó lóe cực kỳ sáng ra. Thì nó sáng nhất trong tất cả các ánh sáng, và nó chỉ có độc nhất một cái ánh sáng lúc đó thôi, mình không thấy một cái gì khác cả. Thì ngay cái lúc đó thường thường đó, nó quá ngắn đi, cho nên mình là đầu thai. Nhưng mà vì mình có phát nguyện là con xin nguyện Đức Quan Bồ Tát, Đức A Di Đà Phật, Đức Phổ Hiền Bồ Tát, Đức Văn Thù gì đó, vân vân. Là con xin phát nguyện là con Ngài cứu độ con. Thì vì bác phát nguyện như vậy, bác có cái chuyện tu hành của bác phải có tu, nhưng mà bác không tu lắm được. Thì ngay cái thời điểm mà cái đường màu xanh đấy đó, cái đường này đó, thì ngay thời điểm đó đó,
thì Đức Di Đà hiện ra trong hình ảnh là cái hào quang vô tận, tại mình niệm vô lượng quang đó, nên cái hào quang nó lóe ra vô tận, chứ bà không thấy Đức Di Đà đâu, bà thấy cái hào quang đó, cái hào quang nó phá tan đi tất cả những cái tập khí, tất cả những cái thành kiến, tất cả những cái thói quen, tất cả những cái gì mà bà có, nó phá tan ra ngay trong một giây đó. Thì lập tức đó, bà không còn trong vòng sinh tử nữa, bà thăng lên và bà giải thoát. Đó là cái hy vọng cực kỳ lớn của nhân quần. Tại vì có những cái người họ đã giác ngộ và họ đã thành rồi, cho nên họ dạy cho mình cái phương pháp làm sao mình có thể thoát vòng. Thế nên hồi nãy mình có cái chữ thoát vòng đó, là một là cái sự mà suy nghĩ mình gọi là loop, mình thinking đó, mà mình looping, mình cứ thinh nghĩ lui nghĩ tới, nghĩ lui nghĩ tới cái vòng. Nhưng đồng thời cái cuộc sống của mình nhiều khi nó cũng đi vòng, chu kỳ nó đi hoài như vậy. Thì bây giờ đó, thì cái giây phút mà mình mà vừa tắt thở đó, vừa ngừng nghỉ đó, cái hơi thở vừa nghỉ lại đó, thì mình không đi chạy theo cái vòng đỏ, mà mình chạy theo cái vòng lục xanh lá cây, và mình giải thoát. Thì muốn như vậy đó là mình phải hiểu cái technology, mình phải hiểu cái kỹ thuật tu hành, hiểu cái nghệ thuật sống, và hiểu cái phương thức đó làm sao đó để cho mình phối hợp tất cả những cái yếu tố mà tu hành để cho mình có thể giải thoát. Thì nếu các bạn mà có hứng thú thì mình phải nói cái này sâu sắc, mình sẽ có cái khóa huấn luyện sâu sắc về cái chuyện này, vì cái này gọi là cái lý vãng sinh, làm sao mình chuẩn bị để mình vãng sinh. Thì đây là cái phần này rất là quan trọng. Thì nếu mà các bạn mà có hứng thú thì sang năm đó, sang hồi dễ các bạn đó, mình nên làm một cái khóa tu đó, chỉ chuyên môn có một cái chủ đề duy nhất thôi, làm sao chuẩn bị vãng sinh. Các bạn chịu không? Như vậy thì Minh Tâm, Mabel, Đi Vui vân vân đó, thì mình set một cái ngày nào sang năm đó, mà thứ bảy chủ nhật thôi, mình đừng có làm đấy. Rồi mình làm một cái khóa huấn luyện từ 8 giờ sáng đó, mình huấn luyện tới 8 giờ tối. 8 giờ tối rồi bắt về nhà, bỏ đi quay cả lương, qua gì được cả. Rồi xong rồi đó, sáng mai đó, mình tiếp tục từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối thêm lần nữa. Là 2 ngày là mình làm 20 giờ đồng hồ thì hòa may. Thì mình biết sơ sơ về cái technology mà làm sao để mà các bác đã chuẩn bị cho cái vãng sinh. Cái đó là mình chuẩn bị thôi, chứ chưa. Rồi còn cái con đường đó mà mình làm những cái chuyện gì đó, nó có cái kỹ thuật của nó có cái nghệ thuật của nó. Mình phải hiểu để mình bắt đầu mình chuẩn bị, nhưng không nó cũng khó lắm bác. Tại vì cái tu hành đó, nó rất là chính xác. Nhưng mình không có tìm được cái ẩn số đó đó, thì mình chạy vòng vòng hoài à. Thì cái ẩn số của cái sự tu hành đó mà cho làm sao đó mà cho mình có thể giải thoát đó nằm trong cái sáu cái chữ A Di Đà Phật đó. Làm sao mà tu? Làm sao mà tu sáu cái chữ đó? Làm sao mà khẳng định? Làm sao mà quán? Làm sao mà để cho tâm mình lắng đọng xuống? Thì cái đó là cả một cái nghệ thuật tu hành. Thì tôi nói sơ sơ như vậy để giới thiệu, để mà co mồi các bác sáng năm đi cái khóa mà huấn luyện. Các bạn có chịu không? Rồi nghe các bạn trả lời là biết là không xong rồi. Nhưng mà có lẽ là phải làm một cái khóa đó đó cho các bạn ở đây mà được. Tại vì tôi thấy các bạn ở đây là có cái nhóm trẻ, cũng có cái nhóm lớn tuổi là mix. Nhưng mà phải có một cái nhóm đó, phải có một cái chương trình để mà dạy các bạn đó, làm sao mà chuẩn bị vãng sinh mới được. Như vậy thì chị Mỹ có đồng ý câu trả lời không? Hay là chị chưa thích lắm? Tại vì còn có một người có thể trả lời được ở đây. Microphone. Kính thưa Thầy, khi mà mình đi từ cái vòng đẻ đai lần đầu tiên đó, mà mình chưa biết Phật Pháp, rồi mình đi xuống cái vòng 49 ngày á, rồi mình đến lần thứ hai, mình cũng chưa biết Phật Pháp, tức là mình luân hồi hai lần mà mình chưa biết, hay là mình biết sơ sơ thôi, mình chỉ tu sơ sơ thôi. Đến cái 3-4 năm mà nhiều khi mình tu hẳn, mình có không dám nói là cào đầu vô chùa, nhưng mà tu giỏi đó, thì mình có được ánh sáng gọi với đa vô lượng thọ, vô lượng quang đến với mình không? Sau khi luân hồi nhiều kiếp á. Câu hỏi chị rất là thông minh.
Thì cái sự thật đó là bất kỳ một cái kiếp nào mình vừa chết đó, thì cái quang minh vô lượng đều hiện ra cả. Là hiện ra ngay cái thời khắc mà mình nhắm mắt, cái thời gian chuyển tiếp của cái thân mà gọi là cái thân xác ngũ ẩm và trung ẩm. Cái thân xác ngũ ẩm đó, cái này, cái màu tím này là gọi là thân xác ngũ ẩm. Rồi cái thân xác màu tím mà màu đỏ này đó gọi là trung ẩm. Trung ẩm xong rồi tiếp tục ngũ ẩm. Thì nó cứ tiếp tục hoài mãi mãi như vậy, nó không có ngừng nữa. Nhưng mà cái mỗi cái thời điểm đó đó đều có một cái ánh sáng đó, mà bất tận cái ánh sáng vô lượng quang minh, nhưng mà nó sẽ hiện ra trong một cái thời khắc rất là ngắn. Cho nên các bạn biết không, thí dụ như các bạn mà lái xe đó kìa, các bạn thấy một cái cảnh đẹp, các bạn vừa thấy nó một cái thì sao, cái xe bạn còn đứng đó không? Không, nó chạy mất rồi. Cho nên Đức Phật mà dùng một cái chữ đó rất là đặc biệt, Ngài nói cái sức mạnh của nghiệp lực, sức mạnh của nghiệp, sức mạnh của nghiệp, sức mạnh của tập khí, cái thói quen. Cái sức mạnh này đó, nó có cái đà của nó. Sức mạnh này nó có cái đà của nó. Và cái đà của nó đó, nó làm cho mình đó, mình thấy Đức Phật ở đó mà chịu đi luôn. Mình thấy ánh sáng nó mở bung ra nhưng mà sao mà đi luôn. Thì nhưng mà sau khi cái thời mà bạc trong trung ẩm thì bạc vẫn còn thấy được nhiều chuyện khác, nhưng mà nói chung là không phải thấy được cái bản tánh mà vô lượng quang minh đó. Bạc sẽ thấy những cái chuyện khác, những cái chuyện đó thì mình để một cái thời khác mình nói. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là cái đó gọi là given, cái màu xanh này gọi là given. Given có nghĩa là mình cho. Thì đương nhiên trong cái thời đại mà trong cái ngũ, cái số 1, số 2 màu đỏ này đó, cũng như số 1, số 2 màu xanh này đó, thì lúc nào bà cũng thấy Phật cả. Số 1, số 2 này đó, cái lúc nào bà cũng thấy đây, thầy vẽ ông Phật ở đây, thầy vẽ ông Phật ngồi đây. Tức là trong đời sống mình lúc nào có thầy Phật cả. Và thầy xem thấy trong lúc trung ẩm đó, lúc nào mình cũng có thấy Phật cả, ở trong đủ dạng cả. Nhưng mà mình không có cái duyên để mà mình có thể hiểu ngài đó các bạn. Tại vì cái đời mình không học thì mình không thể hiểu được. Các bạn thấy bây giờ mình ở đây mình làm truyền Phật Pháp, nhưng mà có những người họ đi vô đây, họ quay cả đi ra, họ đi chơi, họ đi ngang đây, họ đi xa đi chơi, nhưng mà họ cũng hiểu được, tại vì cái duyên. Cho nên cái duyên là kinh khủng lắm. Cho mình đừng có nghĩ rằng là mình tới thân trung ẩm mà tu, không kịp rồi. Bây giờ tu bây giờ thôi. Tới thân trung ẩm là cái kết quả của cái bây giờ, cái đà mà cái thói quen tập khí của mình là vô trung ẩm, là nó đi theo cái đà rồi đi. Thầy có viết một cái cuốn sách gọi là Thân Trung Ẩm đó, hay là Trung Hữu đó, để mà giải thích cái này là mình thấy Phật kiểu gì, mình thấy như thế nào, màu sắc hào quang đó. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất của cái trung ẩm là cái gì, là bởi vì là mình không thể làm chủ được. Cho nên bây giờ là cái lúc mà bà có full consciousness, tức bà có hoàn toàn cái năng lực để mà suy nghĩ ấy, thì bây giờ bà nên tu. Bây giờ bà nên tu bằng cách là cái gì? Có thời gian, có cấm khóa, mỗi ngày cấm khóa như thế này. Rồi xong rồi đó, cái mô hình tu hành của thầy xin giới thiệu cho bạn cái mô hình tu hành đó, thì nó gồm có hai cái bộ phận thôi, không có gì khó hết trơn đó. Cái bộ phận đầu tiên mình gọi là tự tu, cái bộ phận thứ hai là tu với người. Cái bộ phận tự tu này đó, thì mình nhắm có mắt lại, mình chơi thôi. Nhưng mà cái bộ phận mà tu với người đó, mình có thể ngồi thiền với người ta. Nhưng mà nói chung đó, là cái phần này là phần tập thể này. Nhưng mà mình tu về người ấy, thì mình phải mở cái mắt ra. Và mình phải nắm tay người ta. Nếu mình mà tu về người thì mình không nắm tay, mình không mở mắt ra thì chắc là mình tu trật liền. Nhưng mà tu một mình ấy, mà mình nắm tay người ta không được. Tu một mình thì phải nhắm mắt lại. Cho nên cái tu về người ấy, nó có cái quy luật của tu về người, mà tự tu nó có quy luật của tự tu. Cho nên hai cái quy luật này đó, là hai cái chuyện này là mình phải làm thường xuyên. Thế nên khi mà mình bổ là cái chương trình tu học của mình đó, thì các bạn phải có cái phần tự tu là mỗi ngày mình phải có cống khóa. Cống khóa có nghĩa là gì? Mình có nghĩa là cái chuyện mình làm hàng ngày, ngày nào phải làm. Tu về người thì nó không có cống khóa, nhưng mà nó có duyên. Mình phải tìm cái duyên. Cái duyên thì mình kết, mà cái nợ đó thì mình giải.
Thì tu về người đó thì chỉ có hai chuyện thôi, là kết duyên và giải nợ. Nhưng mà tu về mình đó, thì chỉ còn chuyện là cống khóa, mà cống khóa phải tinh tấn, đừng có làm biển. Nhiều khi mình vô mình ngồi thôi đó, vô ngồi cái đó bà cầm cái điện thoại ra, cái bà bấm hết giờ. Cái bà có bây giờ bị như vậy không? Ờ, thầy bị, thầy có lần thầy bị. Thế nên thầy bây giờ mỗi lần mà ngồi tu là cái điện thoại nằm chỗ khác. Tổng điện thoại là iPad đóng lại, computer đóng lại thì mình ngồi được. Thế còn không là mình ngồi tu mà cái phone bên cạnh là chết. Không cách gì mà tu được cả. Thì thứ ba, cái từ tu và tu về người, hai cái này nó rất là giản dị. Nhưng mà thường thường đó, mình không thể nào mà mình phối hợp được với hai cái, là vì mình không có từ tu. Mà mình đi chạy, mình đi ra ngoài lăng xăng. Cho nên cái từ tu này sau này thầy đặt cho cái tên gọi là xuất tục. Làm sao mà ra khỏi trần tục. Và cái tu về người thì mình gọi là nhập thể. Mình đi vào trong trần gian, đi vào trong chờ, trong búa, đi vào trong cái chuyện mà khổ não người ta. Và cái công thức của nó rất là dễ. Xuất tục thì mình tinh tận, mình có cống khóa. Mà mình nhập thể thì mình phải làm sao mình kết cái duyên, cái thiện duyên với người ta. Và làm sao mình giải cái gút thắt, cái nợ với người ta. Cho nên nếu bạc là Phật tử mà bây giờ bạc mang nợ đó, còn nợ đó, thì bạc làm sao cái chuyện đầu tiên cả, và làm sao mà cho cái nợ mình biến mất. Cái nợ nó có thể là nợ tiền, nợ tài, nợ tiền bạc, nợ tình, nợ máu, nợ gì đó. Nhưng mà cái nợ là phải giải trước khi mà bạc nhắm mắt. Thì nếu mà cái nợ mà không giải đó, thì khi bạc nhắm mắt đó, bạc khó mà đi cho yên ổn lắm. Cho nên mình sẽ bị mê mang, coma, mình làm đủ thứ chuyện. Vì là mình không thể nào mà giải bỏ cái nợ của mình được. Chứ trước khi đi ra khỏi trần gian này thì mình hãy làm sao mà hết nợ. Cho nên bây giờ bạc còn cái thời gian ở đây đó, thì bạc bạc nên là tìm đủ mọi cách cho cái nợ nó biến mất đi. Thì cái nợ thì mấy cái nó đâu còn nhiều nữa các bạn. Nói trên nợ chứ thật sự là có 3-4 dạng thôi. Cái kết hợp mấy dạng đó thì mình dễ sợ. Cái nợ đầu tiên là nợ chi bạc biết không? Nợ máu. Cái nợ thứ nhì là nợ chi? Sao mà tinh dữ vậy? Nợ tiền. Cái nợ thứ ba là gì? Nợ tinh. Cái nợ cuối cùng gọi là cái nợ ấn nghĩa đó. Thì cái nợ này nó không còn nhiều, nó không còn dữ nữa. Tại vì người mà mình thọ ứng thọ nghĩa gì đó thì họ không có đoai dữ nữa. Nhưng mà nợ tinh, nợ tiền, nợ máu đoai kinh khủng lắm. Mà cho nên được khi mình chết thì mình làm sao mà cái nợ đó, nó giải đi. Cái nợ phải giải. Cái này gọi là debt. Phải giải đi. Cái nợ máu đá sổ là mình sát sinh. Cái nợ tiền đá sổ là mình mượn mà không trả, hay quỵt, hay là nhiều khi đó là mình không phải là buôn một bạn mười, mà nhiều khi là buôn bạn hàng giả này nào đủ thứ cả. Trong nơi bà quay mười tượng Phật có giả thiệt ngoài kia kìa, mấy cái vòng ngoài kia là giả thiệt. Cái vòng đồ kia mà họ giả đó, mà họ bán một vòng 200-300 là bà bắt đầu thấy là họ có nợ cho mình rồi đó. Đó, cái vòng ngoài kia đó kìa, tới bằng mà họ bạn rẻ lại đi, vòng 5 đồng được rồi, 10 đồng được rồi. Thì làm sao bạc và họ cãi lộn nhau đi. Khi mà cãi lộn nhau thì mình sinh ra cái nợ chứ bạc biết không? Oán. Oán thì không ấn nghĩa nên oán. Thế nên bạc cứ cố gắng cãi lộn cho nhiều thì mình sẽ có cái oán. Và oán thì thường thường oán hôi thì đã thu, nó cũng thành cái món nợ kinh khủng lắm. Và có nhiều người họ thu 1 năm chứ đủ, họ thu 3 năm. Có nhiều người họ thu 30 năm chứ đủ, họ thu luôn 300 năm luôn. Rồi họ thu đời này qua đời kia. Đó là một cái nợ. Nhưng mà cái ấn nghĩa thì nó nhẹ nhàng hơn. Bạc ra bạc nói câu cái đồ này đồ giả. Hồi nãy ông thầy ông nói cái đồ này đồ giả, sao mà bạn gì đây mấy trăm lần. Thôi cô cho tôi đi. Thì không chừng cái cô sau đó cô cho bạc. Cô cho thì mình sung sướng bà. Sung sướng nhưng mà mắc cái nợ gì? Mình nợ ấn nghĩa đó nha. Chứ không phải nợ tiền. Nợ ấn nghĩa mà. Cái này cái gì đây? Rượu trắng hả? Dạ. Dạ. Có ly rượu trắng rồi. Vậy cảm ơn em. Jason có vợ là Thệ Trang. Thì cô vợ đó thì cô biết hồi mình cô tới học càng cô tập linh. Trước tiên cả cô học rồi cô ra thành huấn luyện viên, cô đi dạy đàng hoàng là vợ của anh chàng này hồi nãy đó. Nhưng mà anh chàng thì không hai vợ chồng, nhưng mà anh chàng không chịu tu nên. Rồi sau rồi không biết lý do gì mà xảy ra thì anh chàng nhảy vô tu.
Mà khi anh chàng nhảy vô tu thì hăng hái lắm, vô tu học chủ đề bí học mất mau là thuộc liền. Rồi xong rồi là hết lòng hết già là đi xuất gia đoạn kỳ cũng đi. Tại vì cái đầu nó còn tóc sẵn rồi nó cũng dễ. Rồi xong rồi tu năm nào tu xuất gia đoạn kỳ, năm nào làm hộ pháp thương thầy lắm. Rồi thì bây giờ thì lại tu bằng về vợ. Vợ tu trước nhưng mà chồng tu sau. Tu sau rồi thì bây giờ là hai vợ chồng là cùng tu. Hệ mà chồng đi thì vợ ở nhà quay con, mà vợ đi thì chồng ở nhà quay con, thì hai người thay phiên nhau đó. Nhưng mà con thì chưa đẻ nè. Nhưng mà rất là hay. Vì cái bạc biểu nhiều khi đó cái chuyện tu hành đó, vợ chồng đó, nó phải có nói chuyện với nhau. Tại vì vợ chồng không nói chuyện với nhau đó, nó khó mà cảm thông lắm. Nhiều khi mình muốn tu nhưng mà cái người phối ngẫu của mình họ không muốn tu thì nó rất là khó. Nhưng mà cái trường hợp của hai em đó, em Jason và là Thể Trang là một cái trường hợp mà cũng rất là hay, là họ trẻ rồi họ cùng tu với nhau. Và cái ông chồng đó là Jason đó, rồi rủ cuộc rồi thì là bị vợ, hay là có thể là không phải bị vợ mà được vợ inspire, làm cho phá khởi tâm đó. Anh chàng cũng lấy cái băng huấn luyện viên mà càng không tập linh đàng hoàng lắm đó. Nhưng mà các bạn thấy đó là một cái mô hình mà mình nghĩ trong tương lai đó, là rất nhiều người trẻ đó, họ sẽ từ từ họ sẽ cũng làm theo tương tự như vậy. Không giống nhưng mà tương tự, tức là sao? Là nhiều khi đó cái người vợ hoặc là người chồng mình cứ đi học đạo, đi học đạo rồi thì mình bắt đầu thay đổi, thì cái người chồng, cái người phối ngẫu của mình sẽ từ từ thay đổi theo. Bắt buộc cũng được các bạn, từ từ thay đổi theo. Mà cái đó nói rằng đó là khi mà mình mà tự tu đó mà tốt rồi đó, thì mình có cái khả năng ảnh hưởng tới những cái người mà mình có cái quan hệ, những người mình có duyên đó, thì họ sẽ thay đổi theo mình. Mà những cái người mà nợ đó thì mình từ từ mình giải cái nợ đó đi. Cho nên đó, cái nợ đó thì mình phải giải, nhưng mà cái duyên đó thì mình phải nối kết. Duyên thì phải kết, nợ thì giải. Công thức nó rất là giản dị, nhưng mà nếu bạn mà sống đó, mà bạn nhớ mấy cái điều mà nó giản dị như vậy thôi đó, thì có lẽ là mình sẽ thấy rằng là cuộc đời của mình là nhiều cái chuyện vui lắm. Sau khi mà thầy giảng tới đây rồi đó, thì thầy nhủ nghĩ ông ho. Ông ho rồi ông nhắc nữa, để tôi tới phiến túi nữa chứ. Tôi nói vài ba câu chứ vui chứ. Thầy không thầy. Thành ra xin mời thầy. Các bạn biết là đệ tử thầy Nhuận Nghĩ đó, bên Việt Nam đó là họ quay từ 2 giờ rưỡi sáng. Mình bên này là bây giờ bên này là mấy giờ không biết. Bên này là 5 giờ thì bên kia là 7 giờ sáng. Mà họ đã quay từ 12 giờ đêm tới 2 giờ sáng đó. Tức là họ chăm chú họ quay lắm. Tức là cho biết là đệ tử của thầy Nhuận Nghĩ là họ học đạo đàng hoàng lắm đó. Chứ còn mình thầy nhớ thầy mà giảng pháp thì dù như thầy giảng bên này đó 8-9 giờ bên này là bên Virginia hay là Montreal hay là Toronto là hôm nay tới thầy tới giờ rồi thầy, tới giờ rồi. Tới giờ nghỉ thầy nghỉ thầy khỏe thôi. Không, bên bên này mới có 9 giờ nha, bên kia 12 giờ. Nó kêu mình nghỉ cho khỏe các bạn. Thế nên tinh thần học đạo của bên Việt Nam mà nó cũng chùa của thầy này đó thì nó rất là hay, các bạn tròn tràng vào tay hoan hô họ. Chẳng gì mà. Thế muốn nói gì được, thế nói cho nó sung sướng lên cái vũ trụ là được rồi. Bạn thấy thầy ho dữ chưa? Nói ra là hết ho bạn. A Di Đà Phật, kính bạch hàng trường, kính thưa quý Phật tử. Chiều nay sau khi thầy cho lại cái sám hối Di Đà sám pháp á, thì thầy có chia sẻ ở trên này với Phật tử. Thì có cô Phật tử hỏi về cái vô lượng thọ, thầy giải thích ở đây ngồi nghe thấy rất là hay. Và riêng hồi nãy giờ thầy nói về cái nợ ở trong này có mấy cái, đó là nợ máu, nợ tiền, nợ tình, rồi oán thù, rồi ăn nghĩa. Thì thưa thầy với quý Phật tử
Thì con ở bên Việt Nam á, con hướng dẫn Phật tử tu tập. Và ở trong cái nợ máu này á, con có chứng kiến một cái sự việc như thế này. Hôm nay được Thầy cho phép, con xin chia kể một câu chuyện với đại chúng ở nơi đây. A Di Đà Phật. Thì thưa Thầy, vào năm 2012 á, thì hôm đó có một cái Phật tử á, mới điện cho con hỏi thăm sức khỏe. Thì mới hỏi rằng cô ở đâu. Thì cô mới nói kêu cô đang đi ở trên đường đi tới bệnh viện Triều An. Bên thăm Triều An thầy, thăm một cái người thân đang ở Mỹ về chữa bệnh và đang nằm ở tại bệnh viện Triều An. Và cái người này đang hấp hối. Và luôn tiện cô mời con với em tới đó để thăm. Và có mấy cái lời để khai thị. Tại vì ở bên đó có thỉnh thoảng đi hộ niệm. Thì cái cô này, tức là cái cô Loan á, của chuyên dạy Phật học, văn phạm tiếng Việt cho Tăng Ni. Cho nên khi cô nhờ như vậy thì rất là tôn trọng cô nên đi. Khi đi đến đó, vừa hai ba thầy, vừa một số Phật tử tới. Thì được biết là khi đi vào ở trong phòng bệnh đó, thì thưa quý vị, đó là có một em bé chừng khoảng cỡ 15 tuổi. Tại bà thân á, tức là người mẹ á, là đưa từ ở bên Washington Tết về để chữa bệnh ung thư. Thì khi ở bên này á, thì cháu bị bệnh ung thư, tức là ung thư tủy á, thì bác sĩ Mỹ ở bên này là người ta chạy. Thì cái đứa bé đó, nó khao khát cái sự sống, nó muốn về ở Việt Nam để nó uống thuốc, mà uống thuốc nam. Cho nên cái người mẹ đó đáp ứng vì thương con và nên hy vọng với đáp ứng cái sự yêu cầu của đứa con nên đưa về. Khi đưa về ở Việt Nam thì uống thuốc được 3 tháng. 3 tháng thì nó không có hết, thì bắt đầu nó phát. Thì hôm đó bắt đầu, khi phát ra như vậy, bắt đầu đưa vào ở bệnh viện Triều An. Khi đưa vào bệnh viện Triều An thì có bà mẹ mới đi theo. À, thì dở ra coi ở phía sau lưng của đứa bé đó, thì nó có một cái đường nó lở ở phía sau xương sống á. Thì cái cô Phật tử đó tên là cô Diệu Âm, tức là cô Loan á. Có cái bây giờ cái tình trạng này bây giờ sao, thì bây giờ thỉnh quý thầy về thiết lập cái đàn dược sư để cầu an cho cái đứa bé này. Thì thưa thầy với quý Phật tử á, khi thiết lập cái đàn tràng cầu an á, thì quý thầy với quý hòa thượng thiết lập cái đàn tràng, và cái gia đình cái đứa bé này ở Mỹ hết, không có ai ở, có người thân, tại vì cô có chồng được 3 đứa con, đến khi đứa bé này bệnh là cái người chồng bỏ cô luôn. Cho nên cái hoàn cảnh rất là tội, cho nên quý thầy thương, cho nên đem với Phật tử bên đó đem tất cả cái tấm lòng ra để làm. Thì thưa thầy, khi mà làm thiết lập cái đàn tràng dược sư á, kiết cái đàn xong á, thì làm cái lễ sái tịnh kiết đàn, khi thỉnh Phật kiết đàn xong á, thì có một cái vong linh nó nhập vào cái người Phật tử bên đó. Thì nó nói rằng là quý vị đừng có cầu an cái đứa bé này nữa, cái người này nữa. Thì quý thầy mới hỏi rằng là tại sao vậy. Thì cái vong đó mới nói rằng cái đứa bé này ở kiếp trước á, là nó là một kỹ sư hóa chất, nó chế ra cái hóa chất mà nó giết hại chúng tôi với rất là nhiều người. Cho nên cái oán này chúng tôi phải trả. Cho nên quý vị không có làm cái việc này. Thì sau đó quý thầy mới khuyên
Tại vì là giữa quý vị với đứa bé này có cái oán nhau ở đời trước như vậy, nhưng mà bây giờ quý vị cứ oán rồi trả thù qua lại với nhau như vậy là hai bên cũng đau khổ. Hai bên cứ oán trả qua trả lại như vậy thì cũng khổ với nhau hết. Thì bây giờ quý vị nên khởi cái tình thương, cái sự tha thứ với nhau, để mà hướng tâm về Tam Bảo, để mà tu tập để được giải thoát, để hóa giải cái oán thù này. Thì khi mà nói xong như vậy á, thì cái vong đó nó bắt đầu nó xúc nó đi. Thì thưa quý vị á, rằng á là quý thầy với quý Phật tử làm cái đàn này nửa chừng á, thì gặp cái sự cản trở của gia đình, tức là gia đình ở phía bên nội đó là không có cộng tác, cho nên không có tin Phật pháp. Cho nên khi đưa đứa bé về tại Mỹ Tho vừa xong á, là cách mấy bữa là đứa bé này chết. Thì cái chuyện mà nợ về máu á, thì con chứng kiến được cái việc khi mà cái đứa bé ở bên Mỹ đưa về, nhưng mà thiếu cái sự cái nhân duyên, đó là gia đình hợp tác với quý chư tăng cũng như quý Phật tử. Thì khi làm cái đàn cầu an á, đàn dược sư á, thì cái đứa bé đó nó tỉnh ra. Nó tỉnh ra, nhưng mà khi có sự cản trở của gia đình á, thì khi đưa về Mỹ Tho á, thì bắt đầu từ từ yếu lại. Và cách mấy bữa chết đi. Thì con chứng kiến được cái sự việc đó là nợ máu. Thì hôm nay thầy giảng về cái nợ máu, thì con xin kể một cái câu chuyện như vậy. Ai vậy Đạo Phật, con xin hết. Hay vô cùng. Chứ tức là cái gia đình không có phối hợp với là chư tăng, không nghe lời hay sao? A Di Đà Phật, cái người mẹ của cái đứa bé đó rất là tội. Tại vì cô khi mà đứa con bệnh thì cái người chồng đó bỏ đi lấy vợ khác, thì cô ở lại cô nuôi ba đứa con. Và cô gửi bà con cổ ở bên này, bên Việt Nam, ở bên Mỹ này hai đứa, còn có đem đứa cái cháu bệnh về bên kia. Nhưng mà cái gia đình bên nội của là ở dưới Mỹ Tho á, là không có tin Phật pháp, cho nên nó cổ thì cổ rất là tin, nhưng mà do cái sự áp lực của gia đình quá lớn, cho nên cổ một mình cổ nói lại không được, cho nên cuối cùng cổ phải thuận theo gia đình. Cho nên khi đem về ở dưới đó thì ở ba ngày sau là đứa bé đó chết. Thì A Di Đà Phật. Các bạn có câu hỏi gì không? Đó là máu đó. Đúng, đó là cái máu kinh khủng lắm. Các bạn biết đấy, trong câu chuyện này là có một cái khâu mà mình không thể nào mà không có bình luận được. Cái khâu đó là cái khâu mà mình gọi là cái vai trò của gia đình đối với cái người sắp ra đi. Mình gọi là cái vai trò của gia đình. Có thể là gia đình, có thể là những cái người mà những người thân, có để những người là bạn, có thể là cái hội, có thể là cái chùa. Tức là cái vai trò của những cái người đó mà mình gọi là cái vòng tròn ảnh hưởng này đó. Cái vòng tròn ảnh hưởng. Mình gọi là influence circle. Cái circle đó, influence này nó quan trọng dễ sợ lắm. Tại vì là mình mà chết ấy, nhiều khi đó bạn rất là sung sướng, nhưng mà nhiều khi bạn rất đau khổ, và cái vòng tròn đó nó làm cho cái sự sung sướng đau khổ của bạn có thể thay đổi cực kỳ. Thầy nhớ cách đây nhiều năm rồi đó, thì thầy có một cái người đệ tử, thì bà rất là lớn tuổi rồi, cũng 70-80 rồi, nhưng bà không bao giờ muốn cho con cái nó gần bà cả, vì bà nói mấy đứa con cái đứa nào ích kỷ cả. Bà là bà tu thôi, bà nhất định bà tu, chứ bà không có để cho bất kỳ mấy đứa con cái nào nó tới
nó làm như vậy. Bà ở với đứa con, bà nói với thầy, con nhỏ này ích kỷ lắm, nó chỉ biết có tiền thôi. Rồi con nhỏ kia đó, con kia thì nó lúc nào nó cũng ghen cái này, ghen cái kia, đó, nó không bao giờ nó nói cái gì cho rồng lường cả. Đó, bà nói cho thầy như vậy là, còn cái thằng đó đó, thì bà nói mấy đứa con đó, cái thằng đó đó, cái nó tối ngay là chỉ làm việc thôi, nó đâu có biết cái chuyện gì mà cái tình nghĩa gì đâu, vân vân vân. Tức là bà nói mấy đứa con bà phê bình hết mấy đứa con bà. Thì trong lúc đó thì thầy mình nói thôi, mình bà ơi, bạn mình không nên, mình không nên tha thứ cho, bỏ hết đi. Thì bà nói bà sẽ tha thứ bỏ hết. Thì một lúc sau đó, thì cứ mỗi ngày đó, thì hồi đó thầy ở trên cái chỗ gọi là Huntington Beach. Thầy biết lúc thầy mà dọn về California thầy không có chỗ ở, thành ra thầy ở cái nhà của bác Sâm và cô Lịch. Thì ở cái nhà nhỏ thầy phải xem Đức hai người có hai cái phòng hai ở trong đó. Thì cứ mỗi chiều đó thì ba con bà nó chở bà tới, rồi thầy đi bộ cho bà, thầy đi từ cái đầu đường tới cuối đường đi bộ như vậy. Thầy quay bà như là mẹ của mình vậy, mỗi tuần mỗi chiều chiều đi bộ. Đi xong rồi về thì bà lên xe bà về, con nó tới đón đi. Thì thầy đi được như vậy đâu mấy tuần á, thì thầy phải đi qua Canada đi đâu đó không biết. Thì khi về lại thì bà nói thôi thầy con không muốn phiền thầy, con ở nhà con đi được. Thì bà có đi thiệt, nhưng mà các bạn biết không, đi là nó không có vui. Đi về nhau thì vui, còn đi mình buồn lắm. Thì bận đi một thời gian 6-7 tháng sau đó, thì bà mà điện thoại thầy, bà tới cái muốn xin gặp thầy, là nó ok tới gặp thầy nói chuyện. Thì bà nói cho thầy vì con yếu lắm rồi, con muốn ra đi, nhưng mà con có cái lo. Thì hỏi như bác lo cái gì? Con lo đó là cái gia đình của con đó, có những cái người này đó là con thấy là nó không được đấy. Thì hỏi không được là vì sao vậy? Có phải là vì tiền hay sao? Bác có cái tiền hết bác để mà sợ, để bác cho tụi nó, sợ nó tránh danh tài sản hay sao? Bà cười rồi nè, bà nói không có đâu thầy, con không còn tài sản, con không có tiền bạc gì cả đâu. Nhưng mà thấy bác lo cái gì? Bà cứ lắc đầu, quầy quầy, bà không nói. Bà chỉ nói một câu là con nhất định là con sẽ cố gắng để con vượt qua. Thì trong những cái ngày kế tiếp cho thầy còn nói chuyện đến phone với bà nhiều lần, nói bà bây giờ bác buông bỏ đi. Bác tha thứ, thương tha thứ, thôi tùy thoáng, thương đi, tha thứ đi. Là con cố gắng. Nhưng mà cái sự thật đó bạn biết sao, bạn tuy mình cố gắng đó, nhưng mà nhiều khi đó cái thói quen của mình là nhiều đời quá, nhiều năm quá rồi, nhiều khi mình không quên được đấy bạn. Thí dụ như bây giờ đó bạn mà về con gái của bạn hai bên mà ngày nào gặp nhau, ngày nào cãi lộn rồi đó, bạn kêu mình phải tha thứ cho con gái của mình, mình khó lắm. Tại vì cái năng lượng của bạc về con gái của bạc đó, khi mà ở gần nhau như vậy đó, mình ở với con gái mình, hai người là gần nhau như vậy, con gái mình tóc xù, mình tóc chỏm, mà hai người mà ở gần nhau như vậy thì cái năng lượng của mình đó, nó đi qua đi lại, nó không có thoát được bạn. Và mình muốn thay đổi cái năng lượng rất là khó, vì mình ở với nhau ngày nào, ở nhau ngày nào, gặp nhau ngày nào, ngồi nói chuyện với nhau, trao đổi năng lượng của nhau rất là khó. Bạn nói mình tha thử cũng được. Nếu mà bác đó, thử đó là bác ra khỏi cái nhà này, bác đi 6 tháng ở cái chỗ nào khác 6 tháng thì bác thấy là mâu nhiệm vô cùng. Bác về là những khi bác nhìn con của mình đó, bác thấy bác không cần phải cả lộn nó nữa. Bác break up cái năng lượng của mình, vậy là cái con mình, cái người mình gặp hàng ngày đó, cái năng lượng của mình với người đó nó dính nhau, nó khó mà gỡ ra lắm. Thế nên nếu bác mà muốn sửa đổi, nhiều khi là bạc lên chùa, bạc đi nhập thất, một mình ở mình 5 ngày, 10 ngày, 3 tháng. Bạc tới cái chùa Thầy Nhuận Nghi bên Biên Hòa đó, thầy có, không biết thầy có nói, thầy có mấy cái phòng gì đó để họ nhập thất. Nhưng mà ở một cái chỗ nào đó, bạc ra khỏi cái nhà của bạc đó, thì cái năng lượng của bạc nó bắt đầu thay đổi được, cái người bạc thay đổi dễ dàng hơn. Tại sao mà mình đi khóa tu? Cái hiện tượng của nước Mỹ bây giờ, người Việt Nam mình, người hải ngoại, mà mình đi khóa tu thì gần như là nhiều vô số. Dường như là mỗi bác đó, mỗi năm nó đều đi khóa tu ít như là một lần, đúng không? Ít lắm là một lần hoặc là hai lần,
Có nhiều người 5 lần, 7 lần là có khóa tu đi hết. Nhưng mà cái đó là một điều làm cho cái tánh tinh của mình nó cũng dễ thay đổi lắm. Tại vì mình bắt đầu kết hợp cái năng lượng mình với là chư tăng, chư ni và những cái người tu học. Chứ mình không có cái năng lượng, mình không có cục dính về cái người trong nhà mình nữa. Thì thầy trở lại với cái chuyện của cái bác này. Thì bà còn nói với thầy đó là không biết làm sao mà tha thử được. Không biết làm sao mà vượt được. Bà cố vượt nhưng mà vượt không được. Tại vì đứa con ngày nào nó tới, ngày nào nó làm chuyện trước mặt của bác ạ. Cuối cùng cái bà mà nói với thầy là con, bây giờ con bình quá, con phải ở trong cái nursing home. Thì mấy đứa con là nó cho bà ở trong nursing home đó. Thì thật sự ra là cái chỗ đó là chỗ mà bà gần ra đi rồi. Thì bà mẹ điện thoại cho thầy, bà nói thôi bây giờ thầy cho con một cái đặc ân là thầy xuất gia cho con, thầy cạo đầu cho con để con trở thành cái người tu. Thầy ngồi thầy suy nghĩ rất lâu, thầy nói bây giờ đó thì có cách duy nhất là bà xuất gia đó, nhưng bà không có thọ giới đó, bà xuất gia thôi. Cạo đầu làm sa di ni nhưng mà không thể nào thọ 10 giới được, tại vì bây giờ không biết làm sao bà thọ 10 giới, thì không biết làm sao bà giữ được cái 10 giới đó. Thì bà bằng lòng là không can gì, thầy cạo đầu cho con, thầy đặt tên cho con mang cái áo người xuất gia, con đi ở đền mình, vì bây giờ con sẽ ở trong cái nhà gọi là cái nhà nước sinh hôn rồi, ở đền mình được rồi, con thấy như vậy con sung sướng hơn. Thì thầy và thầy đức hai người mà lồm cồm xuống mà cạo đầu cho bà, cho bà xuất gia, nhưng mà không được thọ 10 giới, chỉ có xuất gia thôi. Thì bạc thọ ngũ giới, quý y thọ ngũ giới chừng đó thôi, nhưng mà mặc cái áo người xuất gia và chính thức xuất gia đó. Thì thầy chưa hiểu ý định của bà như thế nào, nhưng mà rồi bây giờ nghĩ lại đó, tức là không phải bây giờ nhưng mà sau đó nghĩ lại thì bà rất là sáng suốt. Bà ở mình, bà không còn bị kẹt trong cái năng lượng của mấy đứa con nữa. Mấy đứa con mỗi ngày là tới một lần đó, tới chút rồi trở về. Thì đến cái lúc bà bệnh rất là nặng, chứ lúc bệnh nặng đó là bà mệt mỏi, nhưng bà không có coma nữa, bà không có bất tỉnh nhân sự nữa, bà vẫn còn sức, vẫn còn nói được. Thì cái ngày cuối cùng thầy về thầy đức hai người tới chào bà, nói chuyện với bà, thầy hỏi bà có cái ý nguyện gì nữa không? Là không, con ý nguyện con là con vãng sinh thôi, con không đi đâu cả, con gần đi rồi thầy. Thì thầy tin là bà nói câu đó nói thiệt đó, gần đi, nhưng bà không biết lúc nào đi mà là con gần đi rồi. Thì cái người con của bà đó thì họ thay phiên nhau, họ tới họ chăm sóc. Nhưng mà có người ở đó chăm sóc rồi, nhưng mà họ tới xong họ đi. Thì cái khoảng giữa khi mà người con tới và người con đi đó, thì là lúc nào nó có cái khoảng thời gian đó. Thì bà biết sao không bà? Thì bà chọn cái khoảng thời gian đó mà không có ai cả, thì bà ra đi. Cái khoảng thời gian nhưng mà bà chọn hay là bà, nếu bà ra đi đó mà 3-4 giờ sau đó người ta mới biết đó thì không hay. Cho nên đó, bà chọn cái thời gian ấy, khi mà chỉ còn 10 phút thôi, đứa con ra đi trong 10 phút thôi, thì bà ra đi. Thì khi đứa con về lại ấy, thì là bà ra đi một cách nhẹ nhàng vô cùng. Thì mấy đứa con kêu thầy lên ấy, thì thầy lập tức tới. Thì thầy tới trong khoảng 1 giờ đồng hồ, tức là vẫn còn đang nóng như vậy. Thì để mình tụng niệm, cho nên rất là hay. Thế nên làm cho thầy suy nghĩ hoài đi, tại sao mà cái giây phục linh thiêng như vậy được, mà mình có thể tuyển lừa cái giây phục linh thiêng được. Và tại đó là nguyện lực, mình phát nguyện. Tại vì cái giây phục mình đẻ ra là linh thiêng, là nó không cách gì là mình tính toán được cái giây phục đó. Và cái giây phục mình lìa đời này cũng linh thiêng vô cùng, mình không thể chọn lựa được. Nhưng mình có thể phát nguyện để cho cái giây phục đó nó sẽ tới một cách mầu nhiệm. Mà cái mầu nhiệm nhất là cái người mà bên cạnh mình là ai. Nếu mà người bên cạnh người mình là cái người giúp cho mình vãng sinh thì thật là mình có phước. Nếu mà cái người bên cạnh mình họ tới, dù họ là con cái, dù họ là cha mẹ, dù họ là anh chị em, nhưng mà họ tới họ ngồi rồi họ tùng, nhưng mà họ nói tùm lum tà la, họ vừa tùng họ vừa lấy phone là text này quay này kia, rồi họ quay stock, họ quay cổ phiếu, rồi họ vô ngồi chơi rồi điện thoại rồi cãi lộn, như khi họ đứng rồi họ cãi lộn là cái chuyện là má chết rồi đó. Thì cái nhà này ai đứng tên má chết rồi đó, cái bộ phạm mà thời 1912 rồi đó, cái bộ phạm quý rồi đó, thì bây giờ ai nằm đây, ai họ ngồi họ tính tụ tùy duyên, thì bác mà ở trong cái tư trường mà họ loan xa cao đó đó, của con cái hay là ba con của mình đó, thì đổ mà bác vãng sinh được. Tức là cái ảnh hưởng của cái gia đình của mình là kinh khủng là bác.
ảnh hưởng của những cái người bên cạnh mình kinh khủng lắm. Còn lần thì thầy nói về cô Cẩm Vân, thầy nói thầy lắc đầu, thầy nói cô tu rất là hay, khóa tu nào thầy cô cũng đi cả, cái gì cô cũng tham gia, có thành tâm cực kỳ. Nhưng mà cái vấn đề xảy ra đó là cái gia đình của cô như thế nào. Nếu mà cô mà ra đi đó, cái giấy phụ cô ra đi đó, những cái người xung quanh cô là những cái người có phải là tín Phật hay không, con cái mình có tín Phật hay không, và họ có cái tấm lòng để mà họ đưa mình lên cực lạc hay không, họ có tin Đức Di Đà hay không. Cái nổi cái chuyện đó không là bác thấy đó, là cái khả năng mà bác có thể đi hay không đi được rồi. Nếu mà con cái mình không ai tin Phật cả, mình chết mà mình nằm trong tay con cái của mình đó, thì thật là cả cái đời tu mình uổng vô cùng. Cho nên mình phải có một cái phương thức gì đó để mà mình lúc mình chết đó, thì mình tự ra đi một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đó không phải là cái thân mình ra đi, mà cái vòng tròn của những cái người mà sống chung như mình đó, họ thật sự là họ giúp mình ra đi. Bây giờ thầy mới phê bình cái chuyện đi hộ niệm. Vì cái hộ niệm đó, nó không thể là cái chuyện mình gọi là automatic, người vô tùng kinh gõ các niệm rồi nên mình niệm cho lượng tiếng, nên mình nói mình hướng dẫn cái vong linh, không. Cái đó không phải là hộ niệm. Cái hộ niệm đó là cái sự mà giao tiếp của tâm thức cái người mà xung quanh ở cái vòng tròn những cái người mà mình gọi là, đây là bác đang nằm dài đây đó, cái tâm thức của những cái người này nè, người đứng xung quanh bác đó, cái tâm thức những người này đó, nó phải có cái khả năng như thế nào đó đó. Cái tâm thức chứ không phải cái lời tụng niệm, cái tâm thức nó phải như thế nào đó đó để mà hướng dẫn bác đi lên chứ không đi xuống. Cho nên đây là cả một cái sự huấn luyện của cái nhóm gọi là nhóm hộ niệm. Bởi vì nếu mà con người mình chỉ là cái âm thanh thôi thì là mình rõ ràng là duy vật rồi, mà nếu mà nói là âm thanh mình tụng người ta nghe rồi, người ta được hướng dẫn theo đó, thì cái chuyện vô lý. Tại vì thầy nhiều khi thầy đứng thầy nghe học trò thầy là niệm Phật đó, thầy không muốn nghe nữa các bạn. Thầy nó tụng nó không có cái lòng thành gì cả nên mình không muốn nghe nữa. Nhiều khi là mình nghe cái người nào tụng đó, mình nhìn cái mặt người ta tụng đó, mình biết là họ rất là thành tâm, họ thành khẩn. Và những cái người mà họ ở ngoài họ không biết gì mình cả, thì làm sao mình có cái giáo cảm được bác. Cho nên cái hồ niệm đó là cả một cái nghệ thuật sống, là bạn phải làm sao đó mà cái tâm thức bạn nó đủ cái khả năng để mà nhấc bổng cái người mà đang nằm đó. Chứ nếu không thì là cái trần gian này nó quá dễ. Mình đem một cái ban hồ niệm, ví dụ như thầy mình Đài Loan đó, là mình có thể điện thoại tới đó, nó có cả một cái package là họ báo hết tất cả cái chuyện là cái hồ niệm, tức là sao lâm chung đó, bạn muốn cái người mà đào tụng kinh Thiên Chúa tới thì họ tụng kinh tới, bạn muốn cái người mà tụng kinh Phật thì họ đem cái ban nó tới, họ tụng professional, họ tụng nếu mà bạn trả tiền nhiều thì họ tụng 8 giờ, tụng ít thì họ trả 4 giờ thôi, tụng sơ thì là 1 giờ, nửa giờ thôi, tức là có cái giá cả để bạn tụng. Bạn có thể mời họ tới, họ là bán hồ niệm đàng hoàng. Rồi họ tính là họ cả cái package xong bạc mà. Tức là cái người trong nhà mình ấy, mặc cái áo gì đó, là họ cho mặc cái áo đó, nguyên cả gia đình mặc áo, măng găng đàng hoàng, là mặc áo trắng, măng găng trắng, đồ trắng, mặc đồ hiểu phục. Và cái số người đó, bạn muốn bao nhiêu người khóc đó, thì họ sẽ có bao nhiêu người khóc. Tức là họ có nguyên cả một cái package mà để mà lo cho bạc từ lúc mà bạc đang sắp sửa lâm chung này cho tới lúc bạc mà ra đi 8 giờ đồng hồ sau, và cả nguyên cả đám ma luôn, là họ có nguyên cả một cái package bao thầu hết tất cả. Thầy ngồi thì cứ nghĩ hoài cái chuyện đó mà thầy chợt thức tỉnh rằng đó là tại ra đó là cái mấu chốt để mình hiểu cái đạo. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái đạo nó không thể nào đó là cái chuyện là mình làm automatic, mình làm mà nghĩa là mình làm một cách máy móc được. Nó phải có sự giao tiếp giữa con tim mình và con tim cái người đang nằm đó. Thầy không biết các bạn có đồng ý hay không? Con tim của bạn màu xanh mà con tim người ta màu đỏ. Anh chàng này không có con tim. Mọi người đều có con tim, nhưng mà anh chàng đó không có con tim thì làm sao? Thì mình bỏ con tim vô. Đó. Chứ mà các bạn biết không bạn, cái sự mà giáo cảm đó nó quan trọng lắm. Tức là những cái người đó họ phải tu, người đó phải hiểu đạo, họ có cái tin này bác, và họ thật lòng á, họ tùng họ niệm mà họ phải khóc được là vì họ thương bạn.
Cho nên rốt cuộc rồi cái người mà hồ niệm mà hay nhất là ai, các bạn biết không bạn? Người thân. Thầy trả lời hay chứ, người thân, các bạn cho tràng vào tay, thầy trả lời quá trúng. Người thân, người thân tức là ai? Gia đình của mình, cha mẹ, anh em, con cái, ba con của mình là những người mà thân nhất của mình. Mà muốn như vậy thì mình phải tu cả đám. Tức là mình tu thì mình phải kêu con cái mình tu, cha mẹ mình tu, mình phải hủ hết họ tu. Gọi là tu hủ. Bây giờ mình không hủ ai tu cả, mình cứ ngồi mình tu thôi đó, là nguy hiểm vô cùng. Là vì khi mình tu hồi rồi đó thì bạc sẽ thấy rằng đó là mình tu cho tới cái lúc mà cuối cùng rồi thì là cái người mà phá mình ai là ai, là đúng như Phật nói đó, là những người mà gọi là nợ của mình. Con cái là nợ của mình, gọi là cái vàng hoặc là cái vàng mà nó tới đoai nợ hoặc là nó trả nợ, nên bảo oán hoặc là bảo ân. Cho nên cái khúc đó là khúc dễ sợ nhất, là lúc mà mình sắp sửa lâm chúng đó. Cho nên thầy mới làm một cái chuyện như vậy. Thầy xin báo cáo các bạn thôi, tại vì thầy chưa có làm được, nhưng mà thầy đang làm. Thì thầy nói như thế này các bạn này. Thầy nói thí dụ như là bây giờ đó, cô Cẩm Vân, cô bị bệnh nặng rồi, thí dụ. Cô nói thầy, thưa thầy, con bây giờ thầy, mẹ đứa con không được nào, nó tu hành gì cả. Mà bây giờ cái thời đại bây giờ mà con nói tụi nó tu là không được, tại vì tụi đó nó có công việc, nó giàu sang phú quý, nó biết tiền thôi, bây giờ nó đâu biết Phật đâu. Thôi bây giờ thì thầy giúp con đi, thì khi mà lâm chung thì con giao tận mạng cho con cho thầy. Đầu tiên giao tận mạng cho thầy. Thì bên Mỹ thì mình phải biên cái đó xuống trong cái di chúc đàng hoàng, cái living will. Chết rồi thì cái thân xác của tôi lúc mà mình lâm chung thì ai là cái người mà có cái quyền phán định và thay tôi quyết định tất cả cái chuyện lâm sàng. Thì phải giao cái việc cái đó ra thì thầy mới nhận được. Thứ nhì đó là phải thì phải họp với con cái lại nói bây giờ đó mẹ mà ra đi đó, thì là cái lúc lâm chung thì các con lắng nghe là mẹ sẽ nhờ thầy hàng trường giúp, phải có cái thủ tục đó trước. Thì cái thủ tục đó đó mình là cái thủ tục mà mình gọi là cái di chúc, hay là mình gọi là cái thủ tục living will đó, di chúc sống và di chúc chết đó là như thế nào. Rồi xong rồi đó mình phải có cái nguyện của mình, cái hứa. Cái nguyện là mình giao cái tánh mạng mình cho một vị thầy nào đó, hoặc là một cái người mà trí huệ, hoặc là một thiền trí thức, giao tánh mạng. Rồi sau xong rồi đó, mình giao tánh mạng rồi đó, thì mình xin về để được cái vị thầy đó lo, về để được lo lúc lâm chung. Thì thưa các bạn đó, thầy suy nghĩ như thế này các bạn ạ. Các bạn có thể phê bình sự suy nghĩ của thầy. Thầy nghĩ sau khi mà cô vẫn còn nói không, tôi giao tận mạng cho thầy rồi thì cô phải nói tiếp là bây giờ khi mà con gần ra đi đó thì con xin thầy cho con cái chỗ mà gần thầy để thầy lo cho con. Đó là cả một cái vấn đề lớn. Thì nếu mà học trò mà hỏi ông thầy như vậy thì ông thầy còn nên giúp không bạn? Nên không? Các bạn trả lời qua còn nên giúp không? Sạc bao nhiêu tiền? Zero đồng. Tại vì nếu ông thầy mà giúp học trò đó mà ông thầy có nghĩ cho tuyên chuyện tiền bạc đó, thì ông thầy không gọi là thầy được, mà gọi là nhà kinh doanh. Cho nên đây không phải là cái business, mà đây là một cái vấn đề rất lớn của người thầy và lo cho học trò. Thế nên khi học trò hỏi như thầy như vậy, nhưng mà học trò là còn nghĩa là ai? Là cái người nào quý ý với thầy thế kìa. Cái bạc đá sổ đây không ai quý ý với thầy cả, nên thầy khỏe. Thì trong trường hợp đó đó thì bảo nói với thầy, con muốn thầy lo cho con lúc mà chết đó. Thầy sẽ làm như thế này các bạn ạ, thầy sẽ mời bạn ở đến cái headquarter của thầy đó, thầy có cái phòng ở đó thì bạn ở đó. Cái lúc mà gần chết đó, nhưng mà ở đó để chỉ vậy, bạn không có phải bắt ổng vô, không có phải làm những cái chuyện thủ tục mà nó kinh hồn. Thì để cho bạn có thể nhẹ nhàng ra đi, thì lúc đó là gì? Anh em mình, tất cả mọi người trong hội thì bị phụng sự đó, mình tới mình ngồi mình nói chuyện với bác. Mình nói chuyện, mình hướng dẫn, mình bày tỏ cái tình thương cho bạn đủ rồi. Mình làm sao để cho bạn rõ ràng là bạn buông tất cả mọi thứ. Thì khi như vậy rồi thì bạn cứ nằm đó đi, cứ nằm lơ đơ đó đi. Thì sẽ tới chứ bạn lúc đó bạn đâu có kicking around được. Lúc đó là bạn nghĩa là lơ đơ rồi. Đó. Thì từ cái lơ đơ ra cái lơ đơ đó, rồi ra cái lõm đọm rồi nó đi luôn đó, thì nó gần gũi lắm. Nhưng mà nó có một cái hái cực kỳ là sao? Là bạn hoàn toàn là không có
cái não của bác nó không, cái não tràng của bác đó, nó không có bị kẹt trong cái trần tục. Thì khi đó đó thì mình sẽ hướng dẫn bác đi một cách dễ dàng vô cùng. Rất cái sự hộ niệm nó rất là nhẹ nhàng. Tất cả anh em sẽ ngồi lại nhẹ nhàng, mình thở niệm Phật, mình giúp bác quán tưởng, mình từ từ mình đi, mình không làm gấp. Có thể làm 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày, nhưng mà mình làm từ từ để cho bác nhẹ nhàng đi qua cái quả bên kia. Thì cái hành động mà bác rời khỏi cái nhà của bác đó, mà bác không phải tới cái bệnh viện, bác tới một cái chỗ tâm linh, cái hành động đó thôi đó là nó cho biết là bác có thể không còn đi vô trong cái vòng luân hồi được, tại vì bác chọn con đường của mình lúc chết. Thì thầy nghĩ cái đó, đó là một cái chương trình mà thầy rất muốn làm đối với những người đệ tử của thầy. Tại vì khi bác biết khi mà thầy mới ra đời, khi mới về đây thì thầy chỉ là 40 tuổi thôi. Thầy về lại bên California này đó, là thầy thật sự thầy cả bởi cái 41 tuổi thôi. Mà những người mà học đạo với thầy, theo thầy đó, thì dân toàn dân trẻ cả, 40, 50 không à. Bây giờ thầy gần 70. Cho nên những người mà theo thầy là bây giờ đã gần 80 cả rồi. Thành ra đó, bây giờ đó, mình phải nghĩ cho những cái người đó các bạn biết. Tức nếu mà bây giờ những cái bác, những cô mà đã gần 80 rồi, mình không lo cho họ đó, thì họ mà đi một cái đó, thì thầy cảm thấy rất là ân hận, là mình làm thầy người ta nhưng mình không lo cho người ta cả lúc cuối cùng. Cho nên thầy ngồi thầy nghĩ đó, là thà đó là mình tìm cách mình lo cho những cái người đệ tử của mình đó, để cho họ tới cái lúc cuối cùng đó, họ có một cái transition, một cái sự ra đi rất là an nhàn còn hơn đó, là mình làm bộ cho mình không biết, rồi khi người ta bệnh rồi mình tới bệnh viện mình thăm. Các bác có biết cái cảm giác khi mà mình tới thăm cái bệnh viện như thế nào không bạn? Các bác có khó chịu khi mà bạn tới một cái bệnh viện thăm một cái người thân của mình đang nằm để chờ chết không? Nó khó chịu lắm bác, bất lực lắm. Mình ở Mỹ mình muốn tụng kinh tụng niệm nhiều khi cũng khó khăn nữa, vì cái phòng đó mà nếu mà có một cái người khác nằm đó thì mình tụng được. Mà cái phòng đó mà nhỏ quá để mình vô đó, mình cũng không thể nào mà đóng người tụng được. Mà cái phòng bệnh viện này mà nó đầy máy móc đó, là mình đã sợ rồi. Cho nên thầy suy nghĩ rất nhiều về cái đề tài này đó. Thầy nói là mình phải thay đổi cái chế độ mà tu hành của mình mới được. Tại vì cái kiểu tu hành của mình là mình cứ làm cho nhiều đi. Mình gọi là mình work hard nhưng mà không work smart. Mình tu hard nhưng mà mình không tu smart. Cho nên lúc mà gần chết rồi đó là mình kẹt hết cả đám. Bây giờ cái bạc như vậy rồi, nhưng mà đến lúc bạc bình một cái rồi đó, thì người nào cũng muốn nhà thương cả, không có một cái option gì khác cả. Thì cái Phật giáo có thể gọi là Phật giáo như vậy được hay sao? Vô lý. Cái Phật giáo mà nó bế tắc này, lúc mà lẫm chúng mà Phật giáo không làm gì được cả. Thì thầy nghĩ cái đó là một cái sự, không những là một cái đau khổ, một cái nạn của Phật giáo, mà đó là một cái vấn nạn rất lớn. Mình phải thay đổi cái chế độ của Phật giáo, là mình phải chú tâm làm sao giúp cho những bạn cao niên đó mà vãng sinh một cách dễ dàng, tạo cái điều kiện và giáo dục cái gia đình của họ như thế nào để mà đi cho dễ dàng. Chứ còn không đó, thì cái Phật giáo đó, mình gọi là nên feel shame about itself, nên cảm thấy hổ thẹn về những cái điều mà mình hứa hẹn với học trò và chúng sinh. Mình cứ nói là vãng sinh nhưng mình không có tạo cái điều kiện cho họ vãng sinh. Mình cứ dạy cái pháp vãng sinh, mình nói đủ thứ nhưng mình không tạo cái điều kiện lúc lắm chúng để cho họ dễ dàng vãng sinh. Do đó là thầy suy nghĩ và thầy xin các bác đã từ bi đã cho thầy những cái ý kiến, cho thầy những cái suy nghĩ mà mình gọi là constructive, để cho mình phải tạo nên một cái nhất là cái những người hải ngoại mình á. Tại vì mình ở hải ngoại, mình Việt Nam mình có bao nhiêu các bạn? Ở Việt Nam mình á, thì là mình có đến 90 triệu người, nhưng ở đây mình có không tới 1 triệu người nữa. Vùng bạc San Jose mấy trăm ngàn, vùng dưới kia mấy trăm ngàn đó. Nhưng mà tại sao mình không lo cho nhau được, mình không có thể thương cho nhau được mà giúp cho cái gia đình của mình á, cho những người cao niên mà vãng sinh được, thì thầy thấy cái đó là một cái chuyện đó, thiếu sót cực kỳ của Phật giáo. Và thầy không có cái gì để proud về Phật giáo cả, nếu mà mình không giúp được cho những người mà trong cái môn phái, trong
cái nhóm tu hành hay là trong cái người mà đang muốn tu tịnh độ. Và thầy thấy rõ ràng là cái chướng ngại mà lớn nhất nữa không phải là các bạn không tu, mà chướng ngại lớn nhất là chính là những cái người xung quanh của mình không được giáo dục về con đường tịnh độ. Thầy biến số chữ đó, chướng ngại lớn nhất. Chướng ngại lớn thứ nhì đó là bạn không tu. Chướng ngại số một đó là cái tập thể đó mà gần kề nhất của mình không thể hỗ trợ được. Cái chướng ngại lớn thứ nhì đó, nó là thuộc thứ nhì đó, là ngộ bất tu. Nói trên đường tàu là tôi không tu gì cả. Thì cái đó là cái chướng ngại. Thì thường thường đó, các bạn đã tới chùa rồi, các bạn đã đi học đạo rồi, thường thường là cái chướng ngại này thường thường nó không có. Cái chướng ngại đầu tiên là cái chướng ngại xung quanh, những người xung quanh, những người gần kề mình, gia đình mình, họ không tu gì cả. Họ không hỗ trợ mình, họ không thể hỗ trợ, họ không biết hỗ trợ, và họ như khi họ không muốn hỗ trợ. Đó. Rồi thầy nói xong rồi thì thầy sẽ xin ý kiến của tất cả các bác cũng như là ý kiến của thầy Nhuận Nghi. Nhưng mà đó là cái xu hướng mà thầy mong muốn thay đổi trong cái đường hướng Phật giáo của mình, cũng như đường hướng mà mình tu hành ở mình ở đây. Chứ không thì uổng lắm, tại vì các bác tu rất là thành tâm. Đây mời bác. À, bác đưa cái microphone cho mãi anh Rô. Dạ bạch thầy, bạch thầy, bạch tất cả, thưa tất cả chư vị ở đây, những cái lời mà thầy vừa phát nguyện ra đó thì con thấy rất là đúng. Như con có từng nghĩ như vậy, nhưng mà như theo thầy nói hồi nãy đó thì thầy bảo rằng á, thầy chỉ lo được cho những người mà quy y với thầy, còn những người mà không được quy y với thầy á thì chắc thầy không lo. Chẳng hạn như con đó quy y với thầy đâu. Thì bây giờ cái ý nguyện của con như vậy, chắc thầy cũng không lo cho con. Dạ. Vì bạn muốn thầy lo cho bạn hả? Dạ, ai như là Phật. Không, bạn muốn thầy lo thì thầy lo cho con chi đâu. Con có muốn cũng đâu có được thầy. Thầy ở xa, con ở xa mà. Dạ. Nhưng mà cái đó là cái duyên, bạn biết không? Dạ. Mà thầy đó, thì thầy muốn thiết lập đó, bên San Jose này, Orange County này, dạ, là hai cái chỗ. Thì lúc nào đó, những cái bác mà lớn tuổi, cái bác mà ra đi trong thời gian đó, gần đó đó, thì mình có cách để mình lo. Dạ. Tại vì thế nào mình phải làm cái chuyện đó, các bạn biết. Thầy không hiểu các bạn còn nghĩ cái sâu sắc hơn không? Thế thật sự đối với thầy là rất là đau xót, là bởi vì thầy thấy rất nhiều người tu rất là giỏi, nhưng mà cứ cuối cùng là cái bị kẹt thôi. Thầy kể cho bạn nghe một cái chuyện. Bạn ngồi xuống để đỡ đau chân. Yeah. Thầy kể bạn nghe cái chuyện đó. Là thầy có một cô thư ký của thầy. Thì đa số anh em này đều biết đó. Thì cô trong khoảng một năm cuối cùng của đời cô đó, thì cô ở trên headquarters đó. Thì ngày nào mà chuyện làm việc với thầy, thì thầy cũng biết là có bệnh nặng đó. Thầy không hiểu nữa. Thì cái mùa đông đó thì cô xuất gia đoạn kỳ. Cũng giai đoạn kỳ rồi thì có bị bệnh infection này, nó biến ra là cái bệnh đó nó trí mạng. Thì cô qua đời. Thì trong lúc mà cô bị bệnh nặng cực kỳ như vậy đó, thì thầy cũng trăn trở lắm, vì thầy không hiểu là tại sao mà cô có thể bị cái bệnh mà nó nặng mà tới một cách bất ngờ như vậy đó. Thì tại ra là bởi vì là cô là có cái bệnh tiểu đường mà không biết nhiều năm rồi. Cho nên là biến chứng là nó làm cho infection của cô đó, cái mình gọi là infection tiếng Việt, gọi là bị nhiễm trùng đó, nó quá mạnh đi và nó tàn phá cái máu huyết của cô rất là mau. Trong lúc mà cô đang nằm như vậy đó, thì một cái chuyện nó xảy ra mà thầy rất là đau lòng. Tại vì cô phải ở trong nhà thương. Khi mình xong cái chương trình Mandala, khi mình xong rồi thì mình mà tới thăm cô này nọ vân vân đó, thì cô đã nằm trong nhà thương và cô đã bắt đi vô trong cái đoạn coma. Trong lúc mà cô đang ở trong cái giai đoạn coma như vậy thì là cái mấy người trong gia đình của cô ta đó không biết họ nghĩ như thế nào, họ là điện thoại
nói về cái ex-boyfriend của cô. Các bạn ngồi, các bạn suy nghĩ quá đấy. Nhưng mà ex-boyfriend rồi thôi, mình đã chia tay rồi thôi, hơi đâu mà tội. Không ngờ cái ex-boyfriend này lại tới. Nó giường bệnh của cô. Tới để làm gì? Để kết duyên? Hay để giải gút? Hay để làm cái gì? Đó, cái đó là một cái mà mình đã đặt câu hỏi ra. Thầy luôn luôn tin tưởng rằng là có lẽ anh sẽ tới để mà anh giải cái gút thắt, và có thể đó là một cái điều phước đức. Mình cứ tin như vậy thôi, nhưng mà không biết nó có xảy ra như vậy không. Nhưng mà khi mà anh tới rồi thì thầy nhìn cái người anh, thầy nghe anh nói, thì thầy mới tới đứng đối diện trước mặt để nhìn anh nói và lắng nghe điều anh nói. Rồi thầy giật mình vì thầy không ngờ tại ra không phải là gỡ gút mà thêm thắt gút mà thôi. Thầy ngồi thầy suy nghĩ rất nhiều đó, là nhiều khi đó, là cái đời của mình nhiều khi là mình làm rất nhiều chuyện tốt, mình tu rất nhiều chuyện hay. Chứ mà đến lúc mà cái gút thắt nó tới đó, cái lúc mà lâm chung, cái lúc mà mình không thể nào làm gì được cả, mình bất lực đó, mình nằm đó, mê man đó, thì không chừng là cái lúc là người ta tới, người ta gút mình, người ta tới, người ta làm cho mình thêm sân, thêm si, thêm đủ chuyện khác nữa. Cho nên vì vậy cho nên thầy cảm nhận rằng hồi nãy như bạn nói đó, bạn mẹ của anh Rô nói đó, là tại vì thầy bây giờ mà thầy mà đi lo người mà không phải đệ tử của thầy là họ đã chết luôn á, chứ đừng có nói mình phải đi lo đệ tử của mình thôi. Nhưng mà đệ tử của mình lo cũng có dễ bác, tại vì thì bạc thì dù như bạc nghèo đó thì thầy lo cho bạc thầy happy lắm. Nhưng bạc mà giàu một chút, hay là bạc có con cái mà giàu mà triều phú đó, mà thầy mà lo một cái là họ nói chắc ông thầy này ông làm tiền nọ ra, ông thầy này ông muốn nhảy vô để ông dành tiền dành bạc của tôi này, ông muốn để mà ông thi ân, để mà sau này là gia đình tôi phải mang ân ông này. Ủa trời, nhiều chuyện là bạc ơi, không phải dễ. Thành ra làm người nghèo đó mà tệ ra là tốt hơn làm người giàu. Tiền chưa chắc là phước đức, tiền có thể là nghiệp chướng, hiền tiền không biết được, cái trùng trùng nhân quả mình biết được. Cho nên nói ra là có nhiều cái huyền bí trong đó là bạc chưa có thể giải được này. Nhưng mà cái mình phải có một cái nhóm người mà tu hành với nhau, thương nhau, mình bỏ qua đi những cái chuyện đời với nhau đi, mình phải ngồi sống với nhau trong cái tình đạo đó để mình mới giúp nhau được. Cái đó là cái nội dung chính. Tại vì mình không có một cái nhóm người đó mà thật sự sống trong cái tình đạo đó là khó lắm. Thầy Nhuận Nghi cứ nói với thầy như thế này, sao thầy không có đi giảng cho chư tăng đi, mình giúp cho chư tăng, thầy giảng cho đại chúng. Nhưng mà thầy ngồi thầy nghĩ đấy, cái nỗi khổ đau đó của chúng sinh không ở trong cái tăng đoàn nhiều bằng các bác. Cái tăng đoàn mà cộng lại trên vũ trụ này là không tới 1 triệu nữa. Nhưng mà cái số người mà như các bác đó là khoảng 7 tỷ thôi, không nhiều lắm. Cho nên thầy ngồi thầy cứ suy nghĩ hoài đó, không biết làm sao mà thật sự mà mình có thể đem cái vấn đề này đó mà mình bàn luận trong cái chư tăng đoàn, để cho chư tăng trở thành những cái người đó mà giúp các bác, giúp gia đình các bác đó, mà giúp cho các bác. Tại vì cái khó khăn nhất là cái lúc mà lâm chung đó, ai là những người bên cạnh bác. Thầy không biết thầy nói như vậy nên nó có dính dáng gì các bác nghe cái lỗ tai bác nó thấy nó đúng không, hay là nó khó chịu là vì thầy nói sai hay sao các bác? Sao? Tại vì thầy cho con chia sẻ. Đấy, chia sẻ, mời thầy chia sẻ. A Di Đà Phật, thưa đàn trường, thưa quý Phật tử. Hồi nãy giờ nghe thầy nói về cái thao thức của thầy về những Phật tử ở bên này, khi tu tập mà đến cái lâm chung á, hoặc bị chướng ngại, thì con xin phép thầy. Thầy cho phép con xin chia sẻ mấy cái điều chỗ này. Quý Phật tử có đồng ý không ạ?
Thưa Thầy, bước quý Phật tử, ở trong cái kinh nghiệm của con thì con thấy chỗ này. Hồi nãy Thầy nói khi mà muốn được cái ngày lâm chung của mình đó, mà mình giảng sanh hoặc mình đi một tự tại đó, thì hồi nãy Thầy đưa ra hai cái vấn đề mà con thấy rất hay. Thứ nhất là Thầy nói, một là mình có cái di chúc, thứ hai là mình giao phó thân mạng của mình cho một cái vị Thầy. Thì cái điều này nó rất hay. Tại vì khi mà quý Phật tử chúng ta, khi mà mình tu tập á, ví dụ như bây giờ quý vị thàn trường thì ở xa, nhưng mà quý vị ở tuốt ở trên San Jose này á, thì ở trong tâm quý vị lúc nào quý vị cũng có cái tâm cung kính bậc Thầy của mình đó. Tuy ở xa nhưng mà ở tâm quý vị lúc nào cũng có cái sự cung kính cái bậc Thầy của mình. Những cái lúc mà tu tập như vậy á, mà mình luôn luôn hướng về bậc Thầy của mình cung kính đó, thì chính cái tâm cung kính đó nó làm cho mình có một cái sự gia trì của tam bảo ở trong đó rất là lớn. Con xin chia sẻ ngay chỗ này cùng Thầy. Vì vào năm 2007, 2008 thì con đi qua tại Washington Tết đó, thì có hướng dẫn cái khóa tu ở tại đó. Thì có một cái gia đình đó, có một cái bà cụ á. Bà có nói thế này, bà kêu... với dạng con cháu thì sau này bà mất thì Thầy qua lo hậu sự giùm cho con. Thì lúc đó cũng vui vui thôi, kêu dạ được. Nhưng mà nhiều lần bà điện về Việt Nam bà nói như vậy, thì thấy cái tâm cung thành kính của bà rất là lớn. Và bà có dạng với con cháu rằng là nếu mà sau này bà mất á, nếu mà Thầy không qua được á, thì không có thỉnh Thầy nào hết. Thì đúng vừa tháng vừa rồi bà mất á, thì trong những cái lúc tu tập nó luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở bà là hướng tâm về Tam Bảo và hướng tâm về với Đức Phật A Di Đà. Thì đến cái lúc bà hấp hối á, thì lúc đó nhiều ngày ở tại Việt Nam lo khóa tu cho nên qua không được. Và những cái người con của bà hoặc ở trong những bạn đạo á, lúc nào cũng nhắc bà là bà có nhớ rằng là bà luôn luôn mong Thầy qua để lo cho bà cái ngày bà đi. Và Thầy ở bên đó, Thầy đang cầu nguyện cho bà đó. Và bà luôn luôn khởi tâm lên. Và thưa Thầy của quý Phật tử rằng là khi đó thì cái tâm thành kính của bà nó luôn luôn có sự trợ giúp và hướng dẫn của Phật tử ở đó. Và cái đặc biệt nữa rằng là khi bà mất đi á, những Phật tử ở trong đó họ nói rằng là cái phòng bà mất á thì không có cái mùi hương thơm trong da trong, nhưng mà khi bà mất đi thì cái mùi hương thơm nó tỏa ra. Ở chung quanh cái chỗ bà nằm đó là cả gần tới 5-6 tiếng đồng hồ. Tại vì ở trong nhà bên đó thì không có thắp nhang. Đây là cái thứ nhất. Và cái thứ hai con cũng xin chia sẻ với Thầy, với Phật tử rằng giống như thằng Trường hồi nãy nói là ví dụ như cái người mà mình nghèo á, mình tới đôi khi mình giúp á, thì mình có cái gì đó mình an lòng hơn. Còn nếu mà cái người giàu á, mình tới mình giúp thì không khéo sợ người ta nghĩ thế này kia. Nhưng mà đối với con á, thì con không có sợ chuyện đó. Tại vì mình cứ đem cái tâm rất là thương yêu lân bẩn đến với họ. Và thưa Thầy, con cũng biết được cái chuyện này. Cho nên khi mà bà cụ bà mất á, ở bên Mỹ, mà trước khi con đi qua Việt Nam, ở Việt Nam qua đây thì con có nói cái chuyện này giữa chư tăng và hội chúng bên đó. Thì hội chúng bên đó kìa, nếu mà bà cụ bà có cái tâm nguyện như vậy thì Thầy nên qua. Và tất cả những cái tiền vé
Và tất cả những cái tiền đi vé máy bay đi qua đi lại là để Phật tử bên Việt Nam lo. Tức là đệ tử chúng con lo bên này để thầy qua vì cái tình, cái ân nghĩa của bà. Để tránh những cái sự hiểu lầm đối với con cái của bà. Để con chia sẻ với thầy chân tập như vậy. Dạ, cho nên khi con đi qua xong rồi thì lo hậu sự thì con cháu của bà cũng như gia đình cũng đứng dậy xong cũng cảm tạ này kia, nhưng mà con cái không. Thì vì... Phải làm việc mình thôi. Được không? Cái này live, đang quay live. Cho nên khi mà lo hậu sự xong thì gia đình cũng đứng ra cảm tạ này kia, nhưng mà con nói thật với thầy thì chỉ cảm ơn gia đình, nhưng mà con không có nhận, hai thầy trò không có nhận. Và cái đây là tất cả cái tấm lòng, tại vì con người sống với nhau cái tấm lòng là cái tất hơn tất cả. Và luôn tiện là có cái duyên thầy mời qua thì kết hợp từ bên đó con qua bên này để con được cái duyên diện kiến thầy cũng như Phật tử hôm nay. Thì được thầy cho phép, cho nên hôm nay con trong cái buổi giảng con cũng xin chia sẻ những cái rất thực và cái tâm của con. Có gì thầy với quý vị ở dưới hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Cái bạn nghe hay không bà? Quả hay. Để có thể qua cái giờ là mình 6 giờ là mình phải nghỉ. Cho đến 6:30 là mình nghỉ ăn snack rồi xong đó là coi như là mình đã xong rồi đó. Rồi 6:30 tới 7:30 là mình làm lễ quy y. Rồi 7:30 đến 9:00 là mình làm cái thực tập cái mạng đà la tối nay. Thì thầy không biết là bao quy y bao nhiêu người, cái bạn giơ tay lên sẽ qua được không? Quy y đó. Không có người nào cả phải không? Như là có một người thôi vậy. Ôi, được là một người rồi, tốt. Như vậy thì mình sẽ làm mau. Thì thưa các bác đó, là các bác đi ăn xong rồi, các bác nhớ trở lại ấy, là mình sẽ bắt đầu đó là 7:30. Ok. Rồi, cảm ơn các bác đã lắng nghe. Mình sẽ tiếp tục chương trình 7:30. Tôi xin các bác đứng lên với thầy. Mình sẽ đặt lại ba lại. Rồi, chúc các bác ăn ngon miệng. Have a good dinner, everyone. We see you at 7:30 here. Nam mô